Ngọc nhờ lao Ngọc mới rạng ngời, kim mài dùa kim kia mới bên. Người làm phai như tầm trong kén có muôn tờ bao bọc có câu minh đức tân dân được thủ trụ quyền khai nhất khiêu ta còn thương thương trò liệu điệu chớ cùng mừng được gì phổ đau rồi cứu vớt tổ tông cũng như Phật xuất gia thờ trước ca mực thanh châu lưu nhiều nước nghèo thầy nhang bầu vật khổ làm nghi trổ biết đau hằng chỉ có biết ngủ ăn ăn ngủ khi đói mỏi mặt mãi rù rù chạy quơ quào vật nhỏ bảo ác nào mà biết mùi thơm bát nghe khi rước bụi trần mặn lạc thấy ai nhân chữ Nam Mô trì giai giữ và kính thưa chư quý vị, để tiếp theo là phần thuyết giảng giáo lý do giáo lý viên phổ truyền giáo lý của Ban trị sự Trung ương là Phan Chí Tâm đảm trách đề tài đạo mà biết mùi thơm bát ngát rước bụi trần mặn lạc thấy ai chữ Nam Mô trì giá giữ chay chay được tánh chay tâm mới quý. Đạo mà biết mùi thơm bát ngát là như thế nào gọi là đạo mà thơm bát ngát rước bụi trần là chi mặn lạc thấy ai là gì? Chữ Nam Mô tại sao phải trì giái giữ chay chay được tánh và tại sao chay tâm mới là quý? Kính mời giáo lý viên Phan Chí Tâm lên diễn đàn để bình giảng bốn câu này. Trân trọng kính mời giáo lý viên. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị cao niên kỹ trưởng trong đạo, kính thưa đồng đạo Trần Văn Thung là trưởng ban tổ chức, trưởng ban ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Kính thưa đồng đạo Nguyễn Văn Thừa là giáo lý viên Phật giáo Hòa Hảo đến tham dự trong ngày thuyết giảng hôm nay.
Kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự trong địa bàn của huyện Tri Tôn, cũng như quý vị đến từ huyện Tịnh Biên, huyện Châu Thành, huyện Châu Phú, thành phố Long Xuyên, và quý vị đến từ huyện Hòn Đất của tỉnh Kiên Giang, cũng có một số đồng đạo đến từ quận Ô Môn của thành phố Cần Thơ. Kính thưa đồng đạo Nguyễn Thị Giàng, cũng là mạnh thường quân địa phương nơi đây, cũng đóng góp rất nhiều trong đạo Phật giáo Hòa Hảo của chúng ta, nhất là về các cái trụ sở, cơ sở thờ tự trong đạo chúng ta. Kính thưa quý vị là thân hào nhân sĩ, quý vị mạnh thường quân, kính thưa cụ ông, thưa cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Thì hôm nay là ngày 19 tháng 2 niên Giáp Thìn, và ngày hôm nay cũng là ngày 28 tháng 3 năm 2024. Chúng tôi cũng được sự phân công của Ban Phổ Truyền Giáo Lý, Ban Trị Sự Trung ương hôm nay được trở về đây để gặp gỡ tất cả đồng đạo chúng ta vào giờ này, để cùng nhau chia sẻ đôi điều đạo đức thông qua bốn câu giảng mà vừa rồi đồng đạo xứ ngôn viên đã có giới thiệu. Vậy thì lời nói đầu tiên, chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính và lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Kính thưa chư quý vị và chư đồng đạo thân kính, thì ngày hôm nay đủ duyên chúng ta lại gặp nhau nơi trụ sở làm việc của Ban Trị sự xã Tân Tuyến. Bởi vì nơi đây thì quý vị trong ban tổ chức cũng đã có sắp xếp đôi lần cũng mời chúng tôi về đây, nhưng có lẽ là không đủ nhân viên, thì cho mãi ngày hôm nay thì chúng ta mới gặp gỡ với nhau để chia sẻ qua lời giảng tiếng Ngọc Tổ Thầy. Thì đặc biệt ở nơi đây có thể nói là một cái nơi vùng sâu, vùng xa, mật độ tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì rất ít. Tuy nhiên thì cũng nhờ cái sự hỗ trợ của các ban trị sự ở các huyện thị, chẳng những trong tỉnh An Giang mà quý ban trị sự liên tỉnh kề gần cũng đã về đây để hộ pháp. Cho nên thì chúng ta mới có một cái hội trường tương đối đầy đủ như thế này. Thì thật sự là đây là điều mà chúng tôi rất là quý kính, nhất là trong cái quá trình để làm nhiệm vụ trong những cái thời gian gần đây. Thì đặc biệt ngày hôm nay đồng đạo chúng ta sẽ ôn lại qua bốn câu giảng mà Đức Thầy đã dạy: đạo mà biết mùi thơm bát ngát, rứt bụi trần mặn lạc thay ai, chữ Nam Mô trì giái giữ chay, chay được tánh, chay tâm mới quý. Thì có lẽ bốn câu giảng này khi mà chúng ta đọc nguyên văn thì quý vị chúng ta có thể định hình được đây là bốn câu giảng rất là quan trọng trong cuộc đời tu hành của mình. Bởi vì hôm nay trong cái lộ trình là người tín đồ tại gia cư sĩ, để chúng ta học Phật rồi bắt đầu từ tu nhân đi đến chỗ tu Phật và làm bước đi đến chỗ giải thoát, mà nếu không thông qua các pháp tu trong bốn câu giảng này thì đường tu chúng ta nhất định là không đạt kết quả. Bởi vì mọi việc trên đời, dầu đời hay đạo, thì tất yếu một điều là tất cả chúng ta đều phải thực hiện các vấn đề đạt được kết quả. Làm ăn cũng phải muốn rằng mình đạt được kết quả, cuộc sống hàng ngày cũng muốn đạt được kết quả. Thì trong đời tu hành chúng ta lại rất mong muốn rằng đời tu mình sẽ có được hoa thơm trái ngọt, để rồi sau cái kiếp thân này, sau khi chúng ta bỏ xác, thì mình sẽ được phát sinh về một cái cảnh giới an lạc, đạt được một kết quả trong cái lộ trình mà chúng ta hành đạo. Như vậy thì kết quả này có thể cao, có thể trung bình, cũng có thể là thấp, rồi cũng có điều kiện là không đạt kết quả nữa. Giống như chúng ta làm ăn ở bên ngoài cũng vậy, đâu phải là cái gì chúng ta cũng có kết quả đâu. Cho nên thì hôm nay trong đời tu của mình thì muốn đạt được kết quả cao, ít nhất thì cũng trung bình, thì tôi tin tưởng rằng qua bốn câu giảng này sẽ trang bị cho chúng ta, thứ nhất là có một kiến thức, thứ hai là đi theo một cái trình tự tu học
để chúng ta cần thực hiện được những gì trong đời tu của mình đúng theo lời Đức Thầy đã dạy. Như vậy thì thế nào gọi đạo mà biết? Đạo mà biết thì coi như về cái phương diện nhận thức chúng ta đã tạm có thể là mình đã biết được đường đi nước bước. Và đồng thời đạo mà biết thì chúng ta được hoa thơm trái ngọt, được cái hương thơm, gọi là được cái danh thể. Trong điều kiện đó thì cũng có những người tu đạo mà không biết. Vậy thì tỷ lệ nghịch lại, đạo mà biết thì được danh thể, được hương thơm, còn đạo mà không biết thì chúng ta sẽ được cái hương khét, hoặc giả là cái hương xú quế, đi ngược lại cái hương thơm trong cái cuộc sống. Và đồng thời bên cạnh đó thì trên cái lộ trình tu hành của mình, tuyệt đối một điều thì đồng đạo chúng ta đừng để cái hạt bụi nào vướng trên cái vạt áo của người tu. Bởi vì hôm nay chỉ cần chúng ta để vài hạt bụi, hoặc là trong đời tu hành của mình mà bụi bặm nhiều quá thì chúng ta khó có trong sạch. Mình vẫn bị bẩn, tu mà bị bẩn thì khó giải thoát lắm đồng đạo. Cho nên cái khái niệm bụi trần, ý Đức Thầy muốn dạy chúng ta điều gì mình cũng ôn lại để tôi và quý vị chúng ta tự kiểm chứng mình coi. Mình tu năm nay cũng mấy chục năm, ăn chay cũng mấy chục năm rồi, cúng lại cũng mấy chục năm, coi coi mình có dính bụi không. Nếu dính bụi thì chúng ta sẽ sẵn sàng phủi bỏ, rứt bỏ, đưa nó vào trong sọt rác để chúng ta được trong sạch. Rồi đồng thời trong lộ trình tu hành của mình thì đồng đạo chúng ta sẽ gặp những cái điều kiện đan xen bên ngoài, những cái tiếng thị phi bên ngoài, những cái được, những cái không, những cái thương, những cái ghét. Thì đấy là những cái quan niệm sống của xã hội trong một quần thể. Cho nên hôm nay chúng ta tu là mình phải sống trên cái dư luận. Nếu chúng ta tu mà mình lệ thuộc cái dư luận, lệ thuộc cái sự khen chê, thì xin thưa đồng đạo, nó là những cái phiền tối. Để rồi mỗi đồng đạo chúng ta sẽ khổ. Vì bên ngoài mình tu cho mình được giải thoát, mà cớ sao lại chúng ta bị lệ thuộc những cái dư luận bên ngoài. Để rồi chúng ta phải buồn, phải giận, phải tức. Thì ngày hôm nay chúng ta phải giải quyết quán triệt vấn đề này, để mỗi đồng đạo chúng ta cố gắng an vui trong đời sống thực tế của mình, trong đời sống thực tại của mình, thì đồng đạo chúng ta mới giải thoát. Và một điều quan trọng hơn nữa, Đức Thầy đưa ra ba cái pháp tu trong cùng một lúc, đó là Nam Mô, Trì Giới, Giữ Chay. Như vậy thì ba pháp tu này theo tôi nghĩ rằng phải gắn liền với nhau. Trong ba pháp tu này giống như cái kiềng ba chân vậy đó. Nếu mà trong đời tu chúng ta đồng đạo thiếu một trong ba pháp môn này thì chúng ta sẽ không đạt kết quả. Thì một lát nữa mình sẽ bàn sâu sắc hơn. Và cuối cùng này, để đạt được một cái người cao quý, để đạt được một cái vả vị cao nhất trong đời tu của mình, thì ngoài cái khẩu chay, ngoài cái tướng chay, ít nhất tôi vả vị chúng ta cũng phải có được tâm chay, có được tánh chay. Thì như vậy chúng ta mới viên mãn đạt được cái kết quả cao nhất trong cái quá trình như chúng tôi vừa giới thiệu. Như vậy thì sau khi chúng ta đặt các vấn đề đó thì đồng đạo cũng thấy là ngày hôm nay chúng ta bàn bạc quá nhiều vấn đề đúng không? Thật sự là quá nhiều vấn đề đồng đạo. Chỉ có 28 từ thôi. Đức Thầy viết ngắn gọn 28 từ trong bài Sa Đéc mà Đức Thầy sáng tác vào đêm rằm tháng 4 năm Canh Thìn, mà vừa rồi đồng đạo nhị vị đọc giảng viên cũng đã nhắc lại một đoạn trên và dưới, như chúng ta đã hiểu đó. Vì vậy cho nên giờ này khi mà đưa ra các vấn đề đó thì quý vị thấy đây là những điều rất là quan trọng đó. Cho nên tôi mới dám nói rằng trong đời tu của mình, nếu mà không thông qua được các vấn đề này thì chúng ta khó mong giải thoát, khó mong được cái hoa thơm trái ngọt. Thì chúng tôi sẽ từng tự đi vào chia sẻ qua cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Vậy thì yếu tố đầu tiên, qua câu giảng đầu tiên đó Thầy dạy chúng ta là đạo mà biết, mùi thơm bát ngát. Vậy thì qua bảy từ này, nhân và quả gắn liền với nhau trong bảy từ này. Trong bảy từ này cái quan trọng nhất là giờ này Đức Thầy dạy đạo mà biết. Tại sao Thầy dạy đạo mà biết? Bởi vì cũng có người tu theo đạo nhưng mà không biết. Cho nên ngược lại với đạo mà biết là đạo mà không biết. Đạo mà biết thì mới đắc đạo được đồng đạo. Tu với tỉnh biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu. Mà nếu như tu với tỉnh mà không biết làm thì khó lắm đồng đạo. Thật sự là mình phải hiểu về từ ngữ là như vậy.
Cho nên hôm nay cái chữ biết là một yếu tố phải gắn liền trong cái đời sống cá nhân và đời sống tu hành của mình. Luôn cả chúng ta làm điều gì cũng vậy, mà nếu chúng ta biết rồi thì ít có thất bại lắm. Mình luôn luôn thành công đồng đạo. Luôn cả công việc làm ăn của mình, tôi nói luôn cả cái việc tề gia nội trợ, rồi nhưng cái việc làm ăn, rồi những cái việc ứng xử trong cuộc sống, mà nếu cái nào chúng ta biết thì chúng ta làm sẽ có kết quả. Còn chúng ta mà không biết thì đương nhiên chúng ta làm không có kết quả. Cho nên thì đạo mà biết thì mình sẽ căn cứ vào cái từ đạo và căn cứ vào là Đức Thầy để chúng ta có thể chia sẻ một xí. Vậy thì đạo mà biết, yếu tố thứ nhất là hôm nay chúng ta theo đạo là một tôn giáo, thì đồng đạo phải hiểu được cái nghĩa của chữ đạo mà Đức Thầy dạy. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý coi tại sao ta phải tu hành. Cho nên hôm nay cái chữ đạo thì có thể chúng ta hiểu ở bốn nghĩa. Đạo là gì? Đạo là bổn phận. Vì vậy nên hồi xưa thì mình chưa theo đạo, mình không có làm tròn bổn phận, đâu có biết bổn phận mình đâu. Nhưng mà hôm nay bắt đầu chúng ta theo đạo rồi thì yếu tố đầu tiên mình phải biết được cái phận mình. Ngày xưa thì mình không biết, nhưng mà giờ này mình theo đạo thì đương nhiên cái bổn phận của mình là gì? Bổn phận của mình là con thì phải giữ tròn bổn phận là con. Bổn phận mình là vợ thì giữ tròn bổn phận là vợ. Bổn phận mình là chồng thì giữ tròn bổn phận là chồng. Bổn phận mình người công dân đất nước thì mình phải giữ tròn cái bổn phận với công dân đất nước. Bổn phận mình là tín đồ của thầy, đệ tử của thầy thì phải làm tròn bổn phận của mình đối với thầy. Rồi bổn phận của mình còn phải ứng xử với những người hương thôn, những người lân cận trong cái cuộc sống xã hội chúng ta, thì đó là biết đó. Cho nên hôm nay chỉ cần đồng đạo chúng ta đường tu mình thì thật sự theo tôi nghĩ không khó. Chỉ cần hôm nay chúng ta làm tròn cái bổn phận. Bổn phận là phần sự về mình. Mỗi con người chúng ta ngồi đây ai cũng có bổn phận của mình hết, ai cũng có trách nhiệm của mình. Bổn phận trách nhiệm ngoài cái việc do xã hội phân công thì bên cạnh đó chúng ta còn do cái nghiệp lực nó chi phối. Cho nên hôm nay khi sinh ra mình làm chồng, làm vợ, làm con, làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, làm công dân, làm tín đồ, làm người hàng xóm, thì những yếu tố đó chúng ta phải quán triệt làm tròn bổn phận của mình, thì đó tạm gọi là biết trong đó. Mà thật sự tôi nói hôm nay mình không biết được làm tròn bổn phận. Mình là vợ, mình là chồng, mình là ông bà, mình là con cái thì rõ ràng chúng ta không biết đâu, không có biết đồng đạo. Tu như vậy là nhất định là chúng ta không có được hương thơm mà sẽ bị người ta chê trách. Rồi mình là người tu, mình không biết làm tròn bổn phận là người công dân đất nước, rồi không biết làm tròn bổn phận người tín đồ đối với thầy tổ, rồi bổn phận của đồng đạo đối với nhau nữa. Cho nên cái khái niệm này rất là rộng. Ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu thôi để chúng ta có thể mình liên tưởng trong cái nội tâm của mình để chúng ta có thể cảm nhận được các yếu tố đó, thì đó đạo là bổn phận đó, kính thưa đồng đạo. Rồi cái thứ hai nữa, đạo là con đường. Hôm nay chúng ta tu hành đồng đạo hình dung là chúng ta đang đi trên con đường đó. Nhưng mà con đường này thì không phải là dễ. Bởi nếu con đường này là dễ thì ngày xưa Phan Bội Châu không có nói cái câu là ví phẳng đường đời bằng phẳng cả. Anh hùng hào kiệt có hơn ai? Con đường chúng ta đang đi là con đường gập ghềnh, giống như Đức Thầy chúng ta vậy. Ta bước bước đường gặp nẻo trong mà không nản chí với nao lòng, dắt dìu nhân loại câu quyền bí, bủa đức dạy đời rắn ở đông. Đức Thầy chúng ta cũng đâu phải là đi con đường mà phải nói gọn là dễ dàng đồng đạo. Bị ngăn che bởi người Pháp, bị ngăn che bởi những cái hoàn cảnh xã hội. Lúc bây giờ đất nước Việt Nam chúng ta đang bị dưới cái sự ách thống trị của thực dân Pháp. Và đồng thời trên cái lộ trình tôi bảo vệ tu hành cũng vậy. Quý vị lúc nào mình cũng phải định hình cho được, trước mắt chúng ta luôn luôn có những ổ gà, có những cái chông gai, có những cái thử thách, có những cái cua quẹo, có những cái ngã ba, những cái ngã tư. Như vậy thì mình phải đóng vai là một vị tài xế để xê dịch chiếc xe. Chiếc xe mình không dừng, mình sẽ đi hoài mãn cái con đường này, hết con đường này để chúng ta đi đến cõi Phật đồng đạo. Cho nên đạo là con đường đó, phải đi thôi. Đi là biểu hiện sự hành đạo và chúng ta phải vững trải. Đi phải vững trải, từng bước chúng ta đi nấc thang nào là chúng ta vững trải nấc thang đó. Thì đó, đó là chúng ta biết đó. Mình phải biết như vậy. Bởi vì cuộc đời của mình, quý vị nên nhớ rằng cuộc đời của mình là ông chủ, mình là ông thầy, mình là ông thợ để xây dựng cái cuộc sống hiện tại và tương lai của mình. Mà nếu chúng ta không hiểu được vấn đề này thì xin thưa đồng đạo, không đạt kết quả.
Cũng như Đức Thầy dạy rất rõ, đạo là vốn thì cái đàn, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Vì vậy nên may thay là hôm nay có Đức Thầy, Đức Thầy đã dọn sẵn con đường. Nay rừng bụi có người mở ngõ thì noi theo chó thỏ đàn dê, chỉ cần giờ này tôi bảo vệ chúng ta đi theo con đường Đức Thầy dọn sẵn. Thì một lát chúng ta sẽ bàn thêm vấn đề đó, là coi như chúng ta an toàn, không xa vào hầm hố, không xa vào ổ gà. Dầu đằng trước mặt chúng ta là có nhiều hầm hố, bởi vì thời kỳ này nhiều quỷ cùng ma trời mở cửa, là quỷ vương xuống thế, cái nền làm đạo. Cho nên mình nếu mà rời với Đức Thầy là một điều hết sức hụt hẫng trong đời tu chúng ta. Rồi cái thứ ba nữa, đạo là gì? Là lý tánh tuyệt đối. Như vậy thì tại sao lại dùng lý tánh tuyệt đối? Bởi vì tất cả các pháp tu mà đồng đạo chúng ta đang học tập, quý vị nên nhớ kỹ, đó là phương tiện, gọi là phương tiện pháp môn. Vì vậy cho nên chúng ta tu hành như vậy thì cái yếu tố là mình phải tìm lại chân tánh của mình, mình tìm lại chủ nhân ông. Giống như Đức Thầy dạy là đường đạo lý, cho nên chán nản hãy bền lòng tầm Phật trong tâm, Phật Tây Phương thì quá xa xăm, hãy tìm kiếm ở trong não trí. Cho nên hôm nay trong lộ trình tu hành của mình, khi đến với đạo thì chúng ta phải hiểu ngay đạo là lý tánh tuyệt đối. Thật sự hôm nay bởi vì chúng ta chưa có liễu đạo, mình còn phải dùng ngôn từ để chúng ta học, để chúng ta bàn, để chúng ta đưa ra pháp môn, để chúng ta thực tập. Cho thật chất ra mà khi chúng ta đắc đạo thì mình không còn nói một lời nào đồng đập. Giống như Đức Thầy dạy chúng sanh mê nên đem pháp thuyết, giải thoát rồi phải bắt khả dụng. Cho nên hôm nay mình còn ở bờ mê, mình còn nương tựa vào là Đức Thầy, vào thiền bè để chúng ta vượt bờ mê sang bến giác. Nhưng mà khi đến bến giác rồi, qua bờ bên kia chắc không ai dạy gì mà vác cái thiền lên trên vai mà đem đi đồng đập. Nói như vậy để làm chi? Để đồng đạo chúng ta đừng có chấp. Bởi vì các pháp môn đều là phương tiện. Tôi thích làm từ thiện, cho nên khi giác ngộ tu hành tôi chỉ làm từ thiện thôi. Rồi một đồng đạo kia thích ăn chay, khi tu hành là bắt đầu là ăn chay suốt luôn. Đồng đạo khác thì thích cúng lạy, sau khi tu hành rồi thì cúng một ngày 3 thời, 4 thời, 5 thời. Rồi đồng đạo khác thì thích nghiên cứu giáo lý, cho nên khi bắt đầu biết đạo là nghiên cứu giáo lý, đi dự thuyết giảng, học tập Đức Thầy. Thì đây là hoàn toàn do căn cơ trình độ của mỗi người đồng đạo chúng ta. Tất cả là phương tiện, có đi là có đạt, có hành là có giải thoát, chứ chúng ta đừng có chấp. Bởi vì mình hiểu đạo là chân lý tiền đó là chúng ta sẽ phá chấp chỗ này. Để ông thôi mình nói chàng ơi, anh sao mà tu hành biết làm từ thiện không à, không biết niệm Phật. Rồi anh kia nó chàng anh tu hành như vậy mà anh có ngày đi giữ thuyết giảng không, không biết làm từ thiện gì hết trơn. Thì cũng chính vì cái sự mà chấp nhất này mà lại đồng đạo chúng ta có những cái vấn đề không thực hiện nhất quán với nhau, là người tín đồ Phật giáo mà hảo. Cho nên mình phải nhận định điều đó để chúng ta trở lại lý tánh tuyệt đối. Đồng đạo hiểu được như vậy là coi như chúng ta biết đó, biết được cái quá trình tu hành, cái căn cơ trình độ. Ông cha chúng ta đã dạy 9 người 10 ý rồi, đồng đạo biết rõ đó. Thì một lát chúng ta sẽ làm sáng tỏ hơn khi mà ở cái câu thứ nhì. Rồi đến cái thứ tư là gì? Đạo là một tôn giáo. Cho nên hôm nay chúng ta theo đạo Phật giáo hòa hảo, thì ngoài cái việc hàng ngày chúng ta thực hiện theo gì Đức Thầy đã dạy chúng ta, thì cái quan trọng là quý vị cũng phải biết được cái đường đi nước bước. Mà đường đi nước bước ở đây thì Đức Thầy đã dùng văn phạm, đã giải nghĩa hết sức là tận thường. Lời ta dạy có ngừng lắm nhỉ đồng đạo, hoặc là giảng này đó cuối mùa thu văn vở chữ tu vuông trọn. Cho nên giờ này để đạt được chữ biết này, tôi suy nghĩ rằng quý vị và tôi chúng ta chỉ cần học được Đức Thầy thôi, nhất là tôn chỉ hành đạo. Cho nên cái vấn đề căn bản nhất đối với chúng ta là tôn chỉ. Bởi vì tôn chỉ là chân lý. Cho nên ở các cái bài giảng của mình đó, thì hồi đó giờ mình đi theo một cái, tức là một cái điều kiện căn bản đó, trong bài nói chuyện của mình phải gồm đủ 3 yếu tố. Một là chân lý, hai là triết lý, ba là tâm lý. Tất cả các bài nói chuyện của mình dầu ngắn hay dài nhưng mà phải hội đủ 3 yếu tố này mình mới chịu. Thì bởi vì cái tâm mình đã hướng về đó rồi. Cho nên bất cứ một cái gì đó chúng ta bàn ra thì phải bàn về chân lý, và chúng ta phải triết lý ra từng câu, từng chữ, từng ngữ, từng nghĩa lời Đức Thầy. Rồi luôn thể đó chúng ta phải nói về tâm lý, đảo ngữ, hoặc giả là chúng ta đưa ra những cái ý mà để đồng đạo chúng ta khai thác triệt để về cái phương diện tâm lý. Cho nên thì trong cái quá trình nghiên cứu Đức Thầy thì tôi đã theo 3 cái ý đó, về cái chân lý, về cái triết lý, về cái tâm lý.
Thì khi mà chúng ta hội đủ ba điều kiện đó thì mình sẽ khai thác được một cách rộng, sâu sắc, và thường thì được cái sự phản hồi của đồng đạo. Đó là trình bày dễ nghe, dễ tu. Bởi vì mình đưa về ba cái yếu tố đó đương nhiên là dễ nghe, dễ tu rồi. Đâu có khác cái này đó đồng đạo. Cho nên chân lý không thể nào nó khác. Mà chân lý đạo Phật giáo và hảo thì kính thưa đồng đạo, nếu nó gần là tôn chỉ hành đạo. Còn nếu nó xa hơn nữa là quyển sám giảng của Đức Thầy. Mà Đức Thầy đã rất rõ là trong bá tánh muốn nơi cao quý, phải suy tầm quyền bí nơi cơ, từ sấm kinh cho đến thi thơ trong chỗ ấy, nhiều nơi trọng yếu. Cho nên hôm nay Đức Thầy đã ân cần nhắc nhở như vậy, cho nên chúng ta cũng phải ráng. Do đó thì thật sự là mình cũng đã nói rất là nhiều lần, nếu đồng đạo muốn giải thoát, đồng đạo muốn có hoa thơm trái ngọt, nói một cách nôm na là biết đó, thì giờ này đồng đạo nên cố gắng trở là về với tôn chỉ đồng đạo. Dầu rằng mình không học thuộc lòng được, nhưng mà ít nhất chúng ta cũng phải biết được rằng mình là hạng tại gia cư sĩ. Tại gia cư sĩ có những gì? Thứ nhất là chúng ta phải biết được tứ đại trọng ân mà Đức Thầy dạy thế nào để chúng ta hành trì. Cái thứ hai là chúng ta biết được 10 điều ác Đức Thầy dạy như thế nào để mình so sánh, xem xét coi từ hành động tư tưởng của mình. Mình phải biết được cái tư tưởng, cái hành động của mình. Hành động của mình nếu mà cái điều nào phạm ác thì chúng ta cắt, chúng ta không phạm. Rồi mình phải biết được cái lời nói của mình. Khi đồng đạo mở miệng bắt đầu phát ngôn ra thì chúng ta biết được cái lời nói mình nó mang tính chất thế nào. Nếu mà lời nói mình mà nó phạm vào ác, vào lưỡng thiệt, ý ngôn bất khẩu, vọng ngữ thì chúng ta đừng nói. Không, đồng đạo đừng nói. Bởi vì đâu có ai dạy gì mà nói những lời để chúng ta mang cái nghiệp đâu. Cho nên trong đời tu của mình mà đồng đạo không biết được mình đang nói cái gì và cái bản chất bên trong như thế nào thì đời tu chúng ta nó rất là, phải nói gọn là rất là đổ, dễ đổ vỡ đồng đạo. Mình phải biết mình nói cái gì trong cuộc sống hàng ngày thì đó là coi như chúng ta biết được các yếu tố trong 10 điều ác. Rồi đồng thời bên đó chúng ta cũng phải biết được cái tư tưởng mình. Cái tư tưởng mình như thế nào mình phải biết chứ đồng đạo, phải không? Mình phải làm chủ tư tưởng của mình. Nếu mà cái tư tưởng nào mà nó tham đắm nhiều quá thì chúng ta phải tìm cách để nó ra ngoài. Rồi cái tư tưởng mà bắt đầu nó phát sân lên đó thì chúng ta phải diệt nó. Diệt nó trong trứng nước, diệt trong tư tưởng. Rồi cái tư tưởng nào mà dị đoan mê tín nó khởi nội tâm của mình, cứ lo, cứ sợ, sợ nghèo, sợ giàu, rồi sợ hên, sợ xui, vân vân, thì những yếu tố đó là chúng ta phải cần biết ngay tư tưởng của mình. Mà muốn biết được các điều đó thì đồng đạo phải thông qua cái bài luận về tam nghiệp Đức Thầy hướng dẫn chi tiết mới biết được như vậy. Mà nếu không thông qua cái bài luận về tám nghiệp thì làm sao chúng ta biết được đồng đạo, phải không? Cho nên hôm nay nếu rời tôn chỉ là coi như không biết cái đồng đạo à. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta biết được bát chánh đạo thông qua tôn chỉ, ít nhất thì chúng ta phải đọc qua một tuần hoặc một tháng, hoặc nếu mà nhiều nữa thì một ngày ít nhất cũng phải đọc một lần bát chánh đạo. Đọc để mình xét, mình soi coi mình có phạm điều bát tà không. Rồi chúng ta cũng phải biết được cách thờ cúng mà Đức Thầy dạy trong tôn chỉ. Cho nên nhiều khi chúng ta tu lâu năm như vậy chứ thật sự khi bước vô nhà mình còn thờ 4-5 ngôi đâu. Vậy là coi như mình không có biết cả đồng đạo. Không đồng đạo, bởi mình đọc tôn chỉ mình đã phát hiện điều này thôi. Mà nếu mà giờ giả sử như giờ tu lỡ nhà tu thờ 4-5 ngôi, mà bữa nay đọc tôn chỉ Thầy dạy có 3 ngôi thôi, giờ về mình đã là thỉnh, mình dẹp tùy theo cái điều kiện mà trong cái bài thờ phượng lễ bái chúng tôi đã trình bày quá nhiều vấn đề này rồi. Kính thưa quý vị, rồi tiếp theo đó chúng ta mới biết luôn cả giới luật của đạo như thế nào qua cái bài tám điều đẳng cấp. Như vậy thì chỉ 4 cái bài này thôi, một là bài tứ ân, 2 luận về tam nghiệp, 3 là bát chánh đạo và 4 là lời phiên bổn đạo, 8 điều đẳng cấp. Chỉ cần 4 cái này mà chúng ta thông qua được cái tôn chỉ thì coi như chúng ta biết đồng đạo. Rồi đồng thời thông qua vấn đề này rồi thì bắt đầu chúng ta mới mở rộng ra. Cho nên nhờ học là Đức Thầy thì tôi bả vậy mới biết được cái gì? Biết được cuộc đời là vô thường, biết được cuộc đời là vô ngã. Nhờ học là Đức Thầy thì chúng ta mới biết được cái thân này sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết. Tất cả chúng ta ai cũng biết mình sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết. Nhưng mà chúng ta lại lãng quên. Cái điều quan trọng là mình lãng quên đồng đạo à. Mình quên nhiều khi thân mình năm nay 70 tuổi, 80 tuổi rồi. Có nghĩa là cái giờ phút mà chúng ta sống
hữu trên cuộc sống này là nó đếm bằng cái hơi thở, chứ đừng có nói mà chúng ta đếm bằng phút, bằng giây, bằng ngày, bằng tháng, bằng năm. Đếm bằng hơi thở mà nhiều khi chúng ta bỏ quên. Cho nên nhờ chúng ta học được thầy thì Đức Thầy sẽ dạy chúng ta biết được cái cuộc đời rất là ngắn ngủi, rồi đây chúng ta sẽ già, sẽ bệnh, rồi chúng ta sẽ chết. Đây là những điều thực tế mà đó là chân lý đồng đạo. Mà Đức Thầy dạy là những cái sanh, cái bệnh, cái lão, cái tử được đặt lên cuộc đời của người này, rồi đến người khác, đến người khác nữa, nghĩa là tất cả nhân loại không thiếu sót một ai. Hoặc giả Đức Thầy dạy rất rõ rồi, mỗi đồng đạo chúng ta cần phải cố gắng nhớ để chúng ta thực hiện trong cái cuộc sống này, để mình thoát khỏi cái cảnh sanh lão bệnh tử. Mà khi mình hiểu được cuộc đời này chúng ta đang rơi vào cái cảnh sanh lão bệnh tử, và nhất là cái tử, để ma bệnh theo hờ bén gót, thần chết kia ôm hót bên mình, thì đó là một động lực để giúp cho chúng ta vượt qua những cái khó, những cái khổ trên cái con đường hồi nãy đó. Và đó là động lực để giúp cho chúng ta làm trọn bổn phận của mình trong cuộc sống. Cho nên đây là cái điều cơ bản nhất trong đời tu của mình. Mình phải biết được các điều kiện đó. Rồi đồng thời chúng ta còn phải biết được một cái định lý nhân quả mà Đức Thầy dạy rất rõ, là luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí, có ngày thông thả. Mình phải hiểu được nhân quả, hiểu được hoa trái, rồi hiểu được gieo nhân và hưởng được cái hoa trái. Thì có hiểu được điều đó thì coi như là chúng ta biết đó. Như vậy thì qua cái khái niệm đạo mà biết quá nhiều vấn đề, đúng không đồng đạo? Quá nhiều vấn đề, thật sự là chúng ta mà đặt bàn nãy giờ là vì thấy bao nhiêu đó tu đủ mệt rồi. Chỉ có nửa câu thôi, có ba từ là đạo mà biết thôi, nhiêu đó là tu đắc đạo thôi. Phải không đồng đạo? Khi mình hiểu về cái phương diện lý thuyết thì giờ này đồng đạo chúng ta phải cố gắng. Lời Đức Thầy là lời của một vị Phật, chỉ cần một câu, một từ, hai từ, ba từ thôi là chúng ta đủ đắc đạo, nếu mình quán triệt làm theo đúng theo gì Đức Thầy dạy. Và cái hoa trái của câu giảng đầu tiên này Đức Thầy dạy là mùi thơm bát ngát. Như vậy thì mùi thơm có nghĩa rằng chúng ta sẽ được, giống như Đức Thầy dạy rất rõ là bay mùi thơm cả Tây Đông đó. Hay hoặc là một câu đạo đức bay mùi thơm lạ, muốn nếm thì phải đáng sưu tầm. Có nghĩa là mùi thơm ở đây con mình nói nôm na là cái tiếng khen, được người ta quý mến, được người ta tôn trọng. Như vậy thì trên cái lộ trình tu hành, đồng đạo nhớ kỹ một điều, chúng ta biết như mình bàn các yếu tố điển hình nãy giờ đó thì chúng ta mới được cái mùi thơm. Và đặc biệt mùi thơm này là mùi thơm đi ngược chiều gió, bởi Đức Thầy dùng cái từ bát ngát. Như đoạn khác Thầy dạy chốn liên đài bát ngát mùi hương, nhờ chỗ ấy mới thi công đức. Vậy thì bát ngát là rộng lớn đồng đạo. Mùi thơm này không dựng, mùi thơm này giống như Đức Thầy dạy là ta bây giờ tu niệm tầm thường, sao danh thể xả hương khắp chốn. Vậy thì thực hiện được điều đó mới có được hương thơm. Mình phải nhớ kỹ điều này đồng đạo. Hoặc là Đức Thầy dạy có xạ là phải bán xa, giấu trong chỗ kín cũng thơm đầy nhà. Chỉ cần đồng đạo chúng ta thực hiện được cái bước đầu tiên này, chúng ta biết thì lúc bây giờ mình không cần quảng cáo, không cần rao bản quảng cáo, mà cái mùi thơm sẽ rực nức trong hiện tại và ở tương lai. Như vậy thì đấy là chúng ta hiểu về cái khái niệm, là những cái mà chúng ta biết. Còn bên cạnh đó thì trong cộng đồng người tu nói chung, người tín đồ Phật giáo và hảo nói riêng, thì cũng có người tu được người ta khen tặng. Đấy, người ta phải nói rõ là rất là phải nói rõ là tôn trọng đạo mình, tôn trọng thầy mình. Nhưng mà đồng thời bên cạnh đó cũng có một số người tu mà không biết, chạy theo cái quyển giả bên ngoài, rồi để là những cái tiếng xấu. Đạo Phật giáo và hảo gì mà còn mê tín dị đoan nhiều quá, đạo Phật giáo và hảo gì mà còn linh nghiệm nhiều quá, đạo Phật giáo và hảo gì mà còn phản giới luật nhiều quá, vân vân. Thì cái đó là những cái đi ngược. Mà tôi tin tưởng rằng quý vị, khi mà đồng đạo chúng ta nghe những cái luận điệu bên ngoài mà có những cái câu nói như vậy, thì dầu rằng là mình nói chung là mình cũng không có sao xuyến lắm, nhưng mà nghe là mình buồn. Không phải buồn cho cá nhân mình, mà buồn cho cái đạo, buồn cho thầy. Cho nên đây cũng là một cái quy trình trong cái cuộc đời tu hành của mỗi cá nhân. Tôi bảo vệ chúng ta ráng sống làm sao, ngoài cái việc chúng ta sống vì mình, thì bên cạnh đó chúng ta còn sống vì thầy, sống vì đạo. Mình sống trong một cái môi trường này, vì biết môi trường công nghệ thông tin mà, nó cũng giống như cái hiệu bướm cánh ưa, hiệu ứng cánh bướm mà ngày xưa Đức Phật đã dạy.
Chỉ cần một cái vỗ cánh của con bướm đây thôi thì ở bên đất nước bên kia là bị động đất, bị sóng thần. Tức là ý muốn nói cái sự tác động nó đi theo một cái chiều hướng tăng. Và sự tác động này chỉ cần một lời nói, một hành động nhỏ của người tín đồ Phật giáo và hảo mà chúng ta rơi vào chỗ không biết đó, rơi vào chỗ tiêu cực thì ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng, ảnh hưởng rất lớn đến cái giá trị, cái sự trong sáng vốn có của đạo của thầy chúng ta. Cho nên mỗi đồng đạo chúng ta phải cố gắng để chúng ta thực hiện được các yếu tố này, thì đó là đạo mà biết mùi thơm bát ngát. Và đồng thời muốn đạt được kết quả này nữa, ngoài các ý mà chúng ta vừa chia sẻ, thì đồng đạo chúng ta cần phải thực hiện luôn nốt ba câu tiếp theo. Đến câu thứ nhì là rứt bụi trần mạn lạc thay ai. Như vậy thì rứt nói cho đủ là rứt bỏ. Đây là điều mà chúng ta không thể là phủ nhận được đâu. Cho nên về cái cuộc sống, cái điều gì mà chúng ta rứt bỏ thì cái điều đó là điều không tốt, điều đó là điều không có lợi, điều đó là điều tiêu cực rồi chúng ta mới rứt bỏ. Như vậy thì ở đây Đức Thầy dạy rứt bụi trần, giống như đoạn khác Thầy dạy hỡi ai kẻ học hay lo liệu, rứt bụi trần bận biểu làm chi, làm cho rồi phận tu mi. Kính thưa đồng đạo, hay hoặc Đức Thầy dạy rất rõ là nguồn ngọn gió thiền môn cuốn bụi hồng, lợi danh hay chữ mắt lờ trống, nương theo đuốc huệ tầm chân lý, lóng tiếng trừ từ bi là diệt dục lòng. Như vậy thì bụi trần nói cho đủ là bụi hồng trần, dứt sạch cửa không, như Đức Thầy dạy cho là Thi sĩ Việt Châu. Như vậy thì bụi trần còn gọi là bụi đỏ, có nghĩa rằng nếu nói về sự tôi và vị chúng ta sống ở đây, mình thấy thế giới như vậy, nhưng thật chắc ra chung quanh chúng ta là bụi bặm không. Quý vị mà có dịp mà đeo kính hiển vi vào thì chúng ta sẽ thấy được những cái hạt bụi rất là nhỏ, nó hòa quyện với cái không gian, cái khí thở mà chúng ta hít vào đó. Hoặc giả là những cái buổi sáng sớm mà khi mặt trời mà rọi ngược đó, quý vị nhìn vào cái ánh mặt trời đó thì chúng ta thấy những cái hạt bụi li ti đó. Cho nên thật sự là Đức Phật đã ví cuộc đời nát thế ngũ trượt. Đức Thầy chúng ta cũng cho biết rất rõ rồi, cuộc đời này là cuộc đời ngũ trượt mà. Cho nên mình thì mình với một cái tục nhãn, mình thấy cuộc đời như vậy, thật chắc ra thì ở trong cái không khí mà chúng ta đang ở đó thì nó có đầy cái hạt bụi. Do đó quý cô thấy không, nếu mà nhà quý cô á, buổi chiều quý cô lau bụi sạch sẽ đi, nhưng mà để tới sáng tới một ngày là bắt đầu nó có bụi lại rồi, đóng vào vừa dò giường rồi vào tủ vào bàn nó mất. Đấy, bởi vì mình sống trong cái cõi đời này là như vậy đồng đạo. Thì đó là mình hiểu về cái sự, về từ bụi đỏ. Nhưng mà chúng ta hiểu về lý đó, rất bụi trần có nghĩa rằng bụi này là bụi danh, bụi lợi, bụi tình. Đây là ba cái món mà phải nói gọn là nó làm khổ nhân loại đại đồng. Vì vậy cho nên hôm nay nhà tu mà nếu mà chúng ta tu hành mà đồng đạo còn để trên cái vạt áo người tu chúng ta còn cái bụi danh, cái bụi lợi, cái bụi tình là coi như chúng ta chưa có biết, mình không có hương thơm đồng đạo. Quý vị nhìn cái gương của Đức Từ Phụ Đức Ca Mâu Ni, tại sao mà Đức Thầy lại viết cái cuộc đời Đức Phật trong quyển Phiên Thiện nói cho đời hiểu Phật Thích Ca lòng tự giác sẽ thân tầm đạo. Như vậy thì cái cốt lõi vấn đề mà Đức Phật viết sự kiện, cái cốt lõi vấn đề mà Đức Thầy viết sự kiện của Đức Phật đó thì không ngoài ba vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất là Đức Phật sẵn sàng rứt bỏ hết bụi trần. Vấn đề thứ hai, Đức Phật cảm nhận được cái cuộc đời sanh lão bệnh tử cho nên Đức Phật phải trốn chạy. Cái vấn đề thứ ba là khi tu hành Đức Phật kiên trì đi nốt cái con đường, Đức Phật không có nản trí. Đây là ba vấn đề chính mà chúng ta phải hiểu rằng là trên dưới 216 câu mà Đức Thầy viết theo thể thơ Thất Ngôn Trường Thiên Nguyễn Biên Thiện để Đức Thầy đặt ra vấn đề này. Vì vậy cho nên hôm nay bụi trần tức là bụi danh lợi, nếu mà mỗi đồng đạo chúng ta tu hành mà mình còn chạy theo danh lợi nhiều quá, cái thưa đồng đạo là không được rồi. Chúng ta tu là đi ngược lại với dòng đời. Nếu mình thấy khả năng của mình đó còn ham mê danh lợi quá thì thôi chúng ta khoan hả tu. Mình cứ lo danh lợi thời gian đi nữa đi hả tu. Nhưng mà mình phải nhớ, mình đánh cược cái này nó rất là nguy hiểm á. Bởi vì tôi nói ví dụ bây giờ mình muốn tu nhưng mình còn ham cảnh giàu sang ngọc ngà cho báo gì đó, thì lúc bây giờ cái mình nói thôi khoan hả tu, ở đây để mà lo hưởng thụ, để lo làm kinh tế thì như vậy cũng được, cũng tốt. Nhưng mà lại một vấn đề là nó cái rủi ro rất là cao, bởi vì cái số vô thường biết đến giờ nào. Cái quan trọng là mình hiểu đến điều đó đồng đạo.
Cho nên hôm nay mà nếu trong đường tu chúng ta mà đồng đạo tu hành đó, mà chúng ta cứ chạy danh lợi hoài thì có thời gian đồng hành đạo đồng đạo. Bởi cái quỹ thời gian dành cho mình đó không nhiều lắm. Tôi cũng phải nói gọn là trong cái đời sống tu hành của mình có hai vấn đề mà mình cảm nhận được. Thứ nhất, những đồng đạo nào mà rất danh lợi đó, tức là không màng tiền của, nếu mình giàu có thì mình dùng tiền của ấy để làm từ thiện xã hội, thì coi như là chúng ta lúc bây giờ là mình đã rứt đi cái danh lợi rồi. Thì phải nói gọn là những vị này mình rất là đáng nể. Rồi bên cái đó thì cũng có những vị đồng đạo chúng ta ăn chay đó, nhưng mà còn danh lợi nhiều quá. Cho nên đồng đạo biết rồi đó, khi mà đời tu của mình mà quý vị mà chúng ta còn danh lợi nhiều đó thì chúng ta rất là cản trở. Mình niệm Phật sao được đồng đạo? Cứ niệm tiền không à? Cứ niệm danh vị không à? Làm sao mà niệm Phật được? Cứ tính toán là phải làm sao một ngày được bao nhiêu tiền, rồi phải tính toán này thế kia thế nọ, thì thật sự là như vậy là nó rất là trói chân chúng ta đó, không giải thoát đồng đạo à. Cho nên hôm nay cái bụi danh này đó, cái bụi danh lợi này là phải nó gọn là nó rất là khổ. Như Đức Thầy đã dạy, ai ai cũng cứ ham tiền, ấy là đem sở xích xiền có thân. Cho nên chúng ta thấy rõ rằng á, gẫm kim tiền bội bạc bắt tài đâu làm cho ta được sống dai lại chẳng bước tiện đường một bước. Mà Đức Thầy dạy rất rõ. Cho nên cũng vì ham tiền đúng không? Cũng vì ham cái điều lợi này mà tôi và quý vị chúng ta ở đây đến giờ này đó. Mình từ đó giờ mình đã biết bao nhiêu đời nhiều kiếp mình ham. Mà Đức Thầy dạy là lo giàu nghèo lo mãi chẳng rành, tham công danh quên chữ sanh thành, mến phú quý quên câu dưỡng dục. Cho nên giờ này chúng ta tu hành thì đồng đạo phải nhớ là Đức Thầy dạy tuy tu hành chịu chữ nghèo nàn, sao đắc đạo gặp điều cao quý đồng đạo ơi. Cho nên hôm nay chúng ta tu là phải chịu nghèo. Mà nếu đồng đạo nào mà sợ nghèo đó thì chúng ta tu kết quả không cao. Mình nói kết quả không cao, bởi vì ông Thánh đã dạy rất rõ là tức là duy nhân bất phú mà duy phú bất nhân. Cái người mà có lòng nhân á, cái người này á, thường không có giàu. Duy nhân bất phú làm sao giàu được? Có tiền nhiêu cho người ta hết rồi, có tiền làm từ thiện hết trơn, có giàu đâu. Tôi rất là nể có những gia đình đó, nhà cửa thì ọt ẹp lắm, mà vì cái tinh thần từ thiện sẵn sàng móc hết cho người ta, cắt nhà cho người ta, thà mình ở cái nhà nhỏ nhỏ vậy. Rồi cũng có một số đồng đạo chúng ta vì ham làm từ thiện cầm bàn phán đất. Điều này là tôi thấy đồng đạo chứng kiến, tôi có cầm cái bàn phán đó luôn. Người này cầm bàn phán đất lấy vài trăm triệu làm từ thiện. Rồi cũng có một số đồng đạo chúng ta ham làm từ thiện quá, nhận định cuộc đời là giả, bán đất lấy tiền làm từ thiện. Phải không đồng đạo? Nhưng mà đồng đạo nhớ một điều, nếu làm điều kiện này những người đất nhiều á mà làm được nghe, cho mình có 5 công đất, bán 5 công đất làm từ thiện, rồi đói là sao? Ít nhất cũng phải có vài chục công, vài trăm công. Mình chiết một mớ mình lo cho bao tử, lo cho gia đình, còn số còn lại thì làm từ thiện, thì điều này là tốt. Cho nên đây là những cái vấn đề mà chúng ta phải nhận định đó là mình hiểu về cái vấn đề đức bụi trần đó. Rồi cái thứ hai nữa, ngoài về tiền tài đến danh vọng, cho nên quý vị biết rằng đó, danh vị là gì? Có những người cũng vì cái danh, vì quyền cao chức trọng thì họ sẵn sàng làm các cái điều ác. Mà nếu vì quyền cao chức trọng mà chắc ngày xưa Thái tử Siddhartha không đi tu. Bởi vì cái chức của Thái tử Siddhartha là cái chức làm vua. Khi mà vua buồn thảm dùng lời khóc kể rằng cha già biết cậy nhà ai, khuyên con nên ở chốn điện đài lo nói nghiệp sau tu chẳng muộn. Lúc bây giờ Tịnh Phạn Vương nghe Thái tử xin xuất gia tầm đạo thì lúc bây giờ là phải nói gọn là vua khóc rồi. Khuyên con suy nghĩ kỹ đi con ha, ở lại đi, làm vua đi. Không đồng đạo, cái chức làm vua đó mà Thái tử Siddhartha còn không mạng. Cho nên hôm nay đồng đạo nhớ kỹ, quý vị thấy cái trường danh lợi không? Ngày xưa thì có lẽ là tôi và quý vị chúng ta ít có biết được thông tin, còn giờ này là cái thời buổi công nghệ thông tin. Cho nên thật sự giờ này giàu quyền cao chức trọng, nhưng mà chỉ cần chúng ta đi sai hoặc giả đi không đúng định hướng thôi thì lúc bây giờ mất hết đồng đạo, mất trắng á, mình thấy rất rõ trong cuộc sống. Cho nên thì ông cha chúng ta có một cái phương ngữ đó, dân làm quan thì nhất thời, mà làm dân thì vạn đại. Có nghĩa không có gì sung sướng mà làm dân đồng đạo, ăn yên ngủ an, chỉ cần sống đúng theo pháp luật nhà nước quy định thôi, chúng ta không có sợ gì cả. Bởi vì mình làm dân đâu ai mà giành chức với mình đâu. Vì vậy cho nên danh lợi là những cái vấn đề mà phải nói gọn là
nó cản chân, nhưng mà danh lại nó đỡ. Cái cản chân mà nặng nhất là gì? Là sắc. Cái vấn đề này nó trói chân người tu mình dữ lắm đồng đạo ạ. Bởi vì thật sự ra đồng đạo thấy đó, cái con người của chúng ta đó, vì phải nhìn sâu thẳm vào bên trong. Cái lòng ham muốn của con người thì xin thưa đồng đạo nó không dừng. Nhất là quý vị mà khi mà chúng ta lên những cái trang mạng, những cái trang báo mà chúng ta coi lại những cái sự kiện vì sắc đó, thì chúng ta nhiều cái rồi mình cảm thấy là hết sức là hụt hẫng trong cái cuộc sống. Cho nên tại sao vua lại có tam cung lục viện? Tức là đối với vua là cái người gần như đứng đầu trong thiên hạ, quyền tối thượng. Cho nên chính vì cái quyền tối thượng này thì đối với vua thì hầu như là không biết bao nhiêu mà đủ đồng đặc. Mình nhiều khi mình là người dân cái mình nói trời ơi vua gì đâu mà quá nhiều cung phi mỹ nữ đâu. Nhưng mà thật chắc ra bởi mình người dân đó, chứ mình mà làm vua mình còn hơn vua nữa. Bởi vì đây là một cái biểu tượng, biểu tượng cho cái sự ham muốn đồng đặc. Cho nên quý vị thấy không, trong đạo mình đi, mình giờ nói trong đạo mình đi, có những đồng đạo tu hành đoan trang nghiêm chỉnh lắm, nhưng mà quay qua quay lại thì nghe vướng cái này, quay qua lại thì nghe vướng cái kia, không đồng đạo. Rồi những cái người mà vướng không phải là bình thường, đôi khi cũng có những người chức việc của đạo nữa, không đồng đạo. Rồi những yếu tố đó là chúng ta thấy thì coi như là đời tu của mình nó sẽ đứng lại tại đó. Ngoài việc đứng lại tại đó, ông nói làm chi mà cái hệ quả, bởi vì ham vui có một phút một giây, ham của lạ, nhưng mà cuối cùng rồi thì sao, cái hậu quả rất là ghê đồng đạo. Hậu quả nó để ngàn đời đồng đạo. Cho nên cái người trí, cái người có nhận thức thì người ta nhìn thấu đáo được vấn đề đó, cũng gọi đạo mà biết đó, người ta không vướng đâu. Như vậy thì trả lại vướng bụi trần ở đây, ý muốn nói là giờ này mỗi đồng đạo chúng ta nên học tập theo gương của Thái tử Sĩ Đạt Ta, lìa cha già vợ đẹp con cưng, thân chẳng xá xông pha bờ bụi. Ngày thổ ấy nên 19 tuổi tâm đại hùng cứ quyết tu trị. Cho nên thật sự khi mà bàn cuộc đời Đức Phật thì thế gian này mà kiếm được người thứ hai Đức Phật chắc không có đồng đạo. Tuổi 19 mà lìa vợ đẹp, lìa con cưng, rồi lìa luôn đền đài điển ngọc đi tu. Còn tôi bảo vị dễ gì, đi xa nhà một hai ngày là nhớ con chịu không nổi, nhớ vợ chịu không nổi, nhớ chồng chịu không nổi đồng đạo, phải không? Khó à, mình thấy mà bao nhiêu là chúng ta thấy mình thua rồi đó. Mình thấy là mình hết sức là tầm thường. Vì vậy Đức Thầy mới dạy chúng ta là Thích Ca còn phế tước hàm, đài cao cửa rộng mà ham tu hành. Hoặc là mình vàng thái tử ngôi còn bỏ, dốc ngọc đông cung tước phế liền. Xem đó hỡi người mau lập chí, tu hành khá nhớ giữ cho nguyên đồng đạo. Đây là yếu tố mà đồng đạo chúng ta phải giữ cho nó nguyên. Vì vậy cho nên giờ này trong đường tu hành của mình thì cái quan trọng là chúng ta phải rước nợ, tức là rước bụi trần. Đừng có để những cái hạt bụi này nó dính vào trong giặt áo người tu. Đồng đạo nhân ký Đức Thầy dạy, đồng đạo lý một điều Đức Thầy dạy là rước bỏ đó. Cái chữ rứt là đừng để cho nó dính nữa, dứt khoát ha, rứt bỏ đi, đừng có để nó dính nữa ha đồng đạo. Cho nên là Đức Thầy thì có cái Thầy dạy dứt, có cái Thầy rứt, có cái thì chẳng nên, có cái là không nên, vân vân. Thì tùy theo các cái yếu tố mà Đức Thầy vận dụng cái văn chương để nhắc nhở chúng ta, có cái nặng, có cái nhẹ. Nhưng mà rứt là chúng ta thấy nặng đó, rứt nó vào sọt rác đi, đừng có để nó nữa. Bởi vì nó không có tốt trong đời tu của mình, nó sẽ cản chân chúng ta. Và đồng thời sau khi trong cái quá trình mà chúng ta đứt bỏ như vậy thì Đức Thầy lại dạy thêm là mạng lạc thế ấy. Cho nên khi mà một con người rứt bụi trần thì lúc bây giờ chúng ta lại mang những cái tiếng thị phi trong xã hội. Tại sao ông thị phi đồng đạo? Bởi vì hồi đó nó lo làm giàu không ạ. Còn giờ này đó là đi làm còn phân nữa, phân nữa đi đám làm từng cầu nguyện, phân nữa đi làm từ thiện. Hồi đó thì toàn là tiền bạc gửi ngân hàng, tiền bạc sắm vàng, tiền bạc thì là xây dựng nhà cửa xe cộ. Nhưng mà giờ này thì ai đến vận động hoặc là thấy người nghèo thì sẵn sàng móc tiền ra cho người ta. Cho nên lúc bây giờ cái người mến đạo đó thì người này thì cảm nể. Còn những người chung quanh mình, những người mà không mến đạo đó thì gặp mình người ta chê mình liền à. Người ta có những cái câu từ mình rất là khó nghe. Nói nôm na thôi, hồi đó chưa tu, mà bây giờ chỉ cần đồng đạo chúng ta bắt đầu cúng lại thôi là chúng ta bị mang tiếng đó. Hồi đó chưa ăn chay, mà giờ này khi mà hàng xóm mà phát hiện, đừng nói chỉ hàng xóm, anh em ruột thôi đồng đạo, anh em ruột thôi đồng đạo, chẳng những anh em ruột mà vợ chồng trong nhà, mà nếu không có trùng một cái khuynh hướng với nhau
không có đồng một cái quan điểm tư tưởng với nhau là sẽ có cái sự bất đồng với nhau liền. Cho nên Đức Thầy mới dạy, một con người mà đi vào lộ trình tu hành mà đứt bỏ danh lợi tình thì con người này bắt đầu sẽ có hai cái luận điệu xã hội. Và hai luận điệu này Đức Thầy dùng cái từ là mặn lạ. Như vậy chữ mặn nói cho đủ là mặn mà, cái chữ lạ nói cho đủ là lạc lẽo. Cái điều này thì mình đã cảm nhận rồi trong đó. Hồi đó mình chưa tu thì mình với những cái người bạn mà ăn nhậu chơi bời trác tán đó thì mặn mà với mình lắm. Nhưng bắt đầu mình tu hành không có còn ăn nhậu với những người bạn ấy thì bắt đầu họ lạc lẽo với mình rồi. Thì rõ ràng chúng ta thấy rõ, cho nên đây là một yếu tố căn bản. Cho nên từ mặn lạc ở đây là thật sự là mỗi đồng đạo chúng ta khó lắm, khó tránh đồng đạo. Bởi vì ở một phương diện nào thì chúng ta sẽ bị mắc phải ở phương diện đó thôi. Cho nên hôm nay dầu mặn hay lạ, dầu mặn nồng hay lạc lẽo, có nghĩa là mặn là khen là thích đó, gọi là mặn mà đó. Còn lạc là lạc lẽo, lạc là chê bai, lạc là dèm pha đó, lạc là nó xấu sau lưng đó. Nói chung là cái tình cảm giờ này không có còn nữa rồi. Nhưng mà đồng đạo đừng có quan tâm lắm, bởi vì Đức Thầy dạy cái từ là thay ai. Cái từ thay này nó dù là thay kệ. Bởi vì trừ từ thay mà nếu chúng ta hiểu về động từ đó, thay là thay ma, là xác chết. Nhưng mà chữ thay này là hiểu về tính từ, là thay kệ đó. Cho nên Đức Thầy giờ dạy chữ thay là thay kệ. Cái chữ ai nó chủ là mặc tình ai. Thay ai là thay kệ người ta, mặc tình ai. Giống như Đức Thầy dạy rất rõ là bá gia mặn lạc mặc tình ai đó. Đạo lý tầm đâu chẳng thấy rài, chỉ thấy hình thân trơ xác trội. Ai người tâm đạo thấy càng hay, ai người thích đạo thấy chàng gái. Chứ cũng chính vì những ngày đầu Đức Thầy đời mở đạo, bực cái Đức Thầy mà Đức Thầy còn bị người ta chê trách với đồng đạo. Bị người ta chê trách cho nên chính vì bị người ta chỉ trích đó, Đức Thầy mới sáng tác cái bài Mặc Tình Ai vào lối tháng 6 năm Kỷ Mão. Những cái ngày đầu Đức Thầy khai sáng đạo, cho nên chúng ta thấy bài thi được sắp xếp ở phần thi văn là trong các cái bài đứng đầu đồng đạo. Cho nên nhất là quý vị thấy rằng cái trường hợp mà ông giáo Xoài, tức là ông Mạnh Xuân Quả, thì ông này bởi vì trước đây là thầy giáo của thầy, tức lúc đó thầy học Tân Châu thì ông Mạnh Xuân Quả là thầy giáo có dạy Đức Thầy. Cho nên khi mà nghe Đức Thầy khai sáng đạo thì ông bức xúc lắm, bởi vì cái bản ngã mà ôi ơi cậu Tư Hòa Hảo học hết tiểu học mà làm gì có khả năng mà khai sáng đạo như vậy. Cho nên lúc bây giờ thì ông có những cái câu thơ ông chỉ trích Đức Thầy lắm đồng đạo, nào là khuyên nhủ thiện nam nên để tóc, rồi vỗ về tín nữ lại tu thân. Ông có nhiều cái câu giảng, cái nhiều cái câu thi mà phải nói gọn là chỉ trích Đức Thầy, bức xúc quá Đức Thầy mà đáp quả thôi. Chứ thật sự là phải thầy không đáp quả, bởi vì do một cái tình tiết lúc bấy giờ là đạo mất khai mở. Cho nên cũng có những cái mà chúng ta thấy sống trong xã hội này không có cầu toàn. Đâu phải Đức Phật ngày xưa mà không bị người ta ghét đâu, đâu phải Đức Phật không bị người ta chơi đồng đó. Đức Phật vẫn bị người ta chế, Đức Phật vẫn bị người ta ghét, Đức Thầy chúng ta vẫn bị người ta chê, Đức Thầy chúng ta vẫn bị người ta ghét thôi đồng đạo. Đức Thầy dạy rất rõ, người nghe đạo lý thì mới kẻ lại nhúng trời. Nó lão kim cương, hồi cái câu này cũng nặng nha, nhưng mà còn đỡ, đỡ hơn cái đoạn mà thầy dạy trong Để Chân Đất Bắc đồng đạo. Đâu đây mà có hùm beo, khéo bài bá láp, nghe theo làm gì. Hỏi Đức Thầy chúng ta dạy đạo như vậy đó, mà họ nói Đức Thầy nói bá láp, tôi nói đủ là ba xàm bá láp đó, hồi cái câu này nặng lắm. Nhưng mà Đức Thầy chúng ta cũng bình thường hết đồng đạo. Nghệ khen cũng mặc, đeo quyền cũng hay thôi. Vì vậy cho nên ở đây muốn nói vấn đề này để làm chi? Để chúng ta lấy Đức Thầy và Đức Phật ra để chúng ta so sánh. Vì vậy cho nên giờ này mỗi đồng đạo chúng ta nên đóng cái kệ, đừng đóng cái tủ đồng đạo. Người ta thương mình, người ta khen tặng mình thì cũng tốt, mà người ta chê mình, nói xấu mình cũng tốt luôn. Bởi vì nếu như người ta nói xấu mình mà người ta nói đúng cái xấu mình, mình quỳ xuống cảm ơn người ta, nhờ có anh có chị nói tôi xấu, tôi không biết tôi xấu, chàng ở hầu đó gì tôi xấu tôi đâu có biết đâu, tôi nghĩ tôi tốt không à. Mà ngày hôm nay tôi nghe chị nói tôi mới nhớ chực là là tôi quá xấu rồi, chị là thầy của tôi đó. Mình cảm ơn người ta chứ ghét người ta chi đồng đạo. Mà nếu người ta nói xấu mình mà mình không có xấu, mình cũng cảm ơn người ta, bởi vì nhờ có chị nói vậy là tôi biết tôi sợ, đẹp ta tôi không dám làm gì nữa, dầu rằng tôi chưa có phạm. Nhưng mà những lời nói của anh của chị nói sau lưng tôi đó là để giúp cho tôi phòng thân, để răn đe.
Thì nếu đồng đạo chúng ta có hai cái ý nghĩ đó thì coi như là chúng ta sống nó khỏe, đừng có lệ thuộc vào dư luận đồng đạo. Quý vị thấy Phan Chí Tâm ngày nào cũng đứng diễn đàn nói chuyện thì cũng, nói chung thì cũng được lắm, đâu phải ai cũng thương đâu đồng đạo, cũng có người ta ghét. Tôi nói nội mà cái quỹ thời gian thuyết giảng thôi, có chỗ thì lợi thì ông trưởng ban nói bữa nay cho chú nói thoải mái đó, lâu lâu tôi nhất một lần cứ nói đi chú Tâm, có chỗ thì trình bày hơn một tiếng đồng hồ là ban sự không chịu đồng đạo, có chỗ thì muốn mình nói nhiều, rồi có chỗ thì muốn mình nói ít, rồi có chỗ thì nó chèn ơ sao mà chú nói cái lời nó đầu dài quá, có chỗ thì đồng đạo nó chèn ơ chú nói lời đầu hay quá tôi thích nghe lời đầu của chú. Rồi bây giờ hỏi đồng đạo coi giờ làm sao đấy. Rồi gần đây nhất đây mấy ngày nay thôi, khi mà cái cồn nổi ở Vàm Nao nổi lên, tôi cũng có một cái bài nói chuyện của mình ở tại xã Bình Thạnh Đông, tại Bình Thạnh Trung ở huyện Lấp Vò ở tỉnh Đồng Tháp. Thì sau khi cái bài nói chuyện đó xong thì bên TikTok cắt một đoạn, có một đoạn 1 phút rưỡi, một đoạn 7 phút đưa lên. Thì lúc ấy thì lại đồng đạo lại bắt đầu bắt lỗi tôi, nói rằng tôi nói như vậy là sai. Thứ nhất là đồng đạo nói rằng đó, bởi tôi nói làm như vậy là đau đầu cấp lãnh đạo, đau đầu nhà nước và Đức Thầy đau đầu, bởi vì tín đồ không nghe lời Thầy. Thì đồng đạo lại bắt lỗi tôi, nói là tôi nói Đức Thầy đau đầu là không đúng rồi, Đức Thầy không có đau đầu. Nhưng đồng đạo với kia Đức Thầy có viết cái bài nhức đầu, Đức Thầy chẳng những đau đầu, Đức Thầy còn nhức đầu, Đức Thầy còn rang óc đó đồng đạo. Nhức đầu rang óc bởi vì ai? Cho nên chúng ta đọc bài nhức đầu coi, Đức Thầy đau đầu, Đức Thầy nhức đầu, Đức Thầy rang óc luôn. Vì đâu? Vì tín đồ Đức Thầy không nghe lời Đức Thầy, cho nên Đức Thầy đau đầu rang óc đồng đạo, hình dung coi. Cho nên đồng đạo lại nói tôi đó, nói Đức Thầy đau đầu là tôi nói sai. Mà thật sự là đồng đạo rất là trẻ tuổi ở Cần Thơ, bữa nay thì cũng có đồng đạo ở phường Long Hưng, phường Thái Long có dự ở đây, thì chắc đồng đạo có thể biết vấn đề này. Thì thật sự tôi rất là nể đồng đạo trẻ tuổi này, bởi đồng đạo này cũng có một cái khí, có một cái cách giống như mình đó, dám ăn dám nói, không có sợ gì cả. Nhưng mà có những cái nói nó hơi quá. Đồng đạo trẻ tuổi này thật sự là mình rất là mến đồng đạo. Nếu đồng đạo chỉ cần chuẩn một chút thôi, đừng có moi móc chuyện thiên hạ nhiều quá không có hay. Bởi vì mình moi móc chuyện thiên hạ nhiều quá, nhất là tôn giáo bạn nó ảnh hưởng lớn lắm đồng đạo. Mình moi móc người ta không có làm thinh đâu, người ta sẽ kiếm cái hở của mình để người ta chụp mũ mình đó. Cứ như vậy là quan quan tương báo không có dứt được. Cho nên thì thật sự là tôi rất trọng đồng đạo này, nhưng mà cũng do là có thể là tuổi trẻ. Rồi lại nói rằng đó, mấy anh em giáo lý viên nói rằng là không có ông Năm Chèo. Rồi nói rằng là Đức Thầy chủ trương là nói thời cuộc thiên cơ. Thì nếu nói giáo lý viên nào thì tôi không biết, nhưng riêng về Phan Chí Tâm này, từ xưa đến giờ Phan Chí Tâm này không bao giờ nói rằng không có ông Năm Chèo. Bởi vì đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương thì tất cả đồng đạo chúng ta đều biết rằng có ông Năm Chèo. Bởi vì đây là lịch sử, những cái gì nó đi vào lịch sử rồi thì không thể nào khác. Nếu nói về sự kiện ông Năm Chèo, Đức Thầy đã dạy, Đức Thầy Thái An đã dạy trường hợp Đình Tây, thì nó đã đi vào mặc định trong con tim của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Chúng ta đã mặc định rằng có ông Năm Chèo. Tôi cũng nhớ là hồi đó tôi chưa nói câu nào mà chưa có ông Năm Chèo. Tôi chỉ nói một điều thế này, khi mà có chuyện gì lạ lạ ở xung quanh cái Vàm Nao hầu đó đắc lỡ thì đồng đạo cũng nói ông Năm Chèo. Rồi giờ này cồn bòi cũng nói ông Năm Chèo, vậy thì cái gì cũng đổ thừa ông Năm Chèo, tôi nghĩ ông Năm Chèo. Rồi chúng ta lại tiên tri ông Năm Chèo sắp nổi lên rồi, mình làm cho hoang mang dư luận quần chúng, cho nên thì chúng tôi mới góp ý. Nhưng mà góp ý rồi cũng bị đồng đạo chúng ta, phải nói gọn là giống như tạt cả nước vào mặt vậy. Nhưng mà ở đây chỉ nói để phân tích thôi, chứ thật sự là tôi rất là cảm ơn những đồng đạo nói trái chiều. Tôi đích thích nhất là nói trái chiều, cũng tại mình nhiều chuyện đồng đạo. Nãy giờ mình bàn cái chuyện của mình nó thấy rồi, cũng mình nhiều chuyện đúng không? Mình nhiều chuyện. Rồi đồng đạo đã nói rằng đó, tại sao mà không cho nói thiên cơ? Chỗ nào Đức Thầy cho chúng ta nói thiên cơ đó, chỉ tôi coi. Thiên cơ chỉ được Đức Thầy được quyền nói thôi. Còn đối với chúng ta, trong văn bản thì Thầy dạy ở hai chỗ. Một chỗ trong lời tâm quyết thì Đức Thầy cấm không cho chúng ta bàn về thời cuộc. Thời cuộc Thầy không cho trong lời tâm quyết.
Rồi trong sám giả đó thầy dạy cho dân đều hiểu cuộc đời, thiên cơ để giả lão thời yên thân. Mà giờ này mình là tín đồ, mình bàn thiên cơ mà lại là mình nói đồng đạo không cho, không chịu nữa. Bởi vì đồng đạo đang nặng về thiên cơ, mình bác thiên cơ, đồng đạo là không chịu. Đồng đạo là đức thầy chủ trương thiên cơ. Rồi mẫu chuyện bên thầy, thầy dạy thầy cấm không cho chúng ta bàn thiên cơ. Ngồi hội trường này ai cũng biết mẫu chuyện đó đúng không? Đức thầy cấm không cho chúng ta bàn thiên cơ. Nếu chúng ta bàn trúng thì có lỗi, mà bàn trật thì có tội. Vậy bàn chi ạ? Trúng thì có lỗi đó, trật thì có tội. Chỗ nào thầy cho bàn thiên cơ đồng đạo? Thế mà khi mà những cái chuyện gì nó nổi cộm mà tôi nói về thiên cơ, tôi cũng bị đồng đạo tạt nước vào mặt tôi nữa. Nhưng mà tôi vẫn vui vẻ thôi. Cho nên thì nhân qua cái vấn đề này chúng ta cũng bàn thêm một số ý như vậy. Vậy thì từ ở cái chỗ này mình mới suy được rằng đức thầy dạy mạng lạc thấy ai, là tôi và quý vị chúng ta sống không ở vừa lòng thiên hạ này đâu đồng đạo. Nếu ở vừa lòng thiên hạ thì hầu như là Phật hết à. Mà nói chung Phật cũng chưa vừa lòng thiên hạ. Cho nên đồng đạo nhớ kỹ câu giảng mà đức thầy dạy đó, thiệt hiền đức có ai mắng chửi đâu. Thì không phải mình hiền đức mà người ta không mắng chửi mình đâu, đừng nghĩ như vậy. Mà con người thiệt hiền đức đó thì con người này không có mắng chửi người khác. Có nghĩa rằng thiệt hiền đức có ai mắng chửi đó. Xưa đức thánh luận bàn cái lưỡi ngài đã đằng các việc tại mày đó, thuận hay hòa, thuận với hòa, gác với gầy cũng cái lưỡi làm thầy các chuyện, mà trong quyển tư thầy dạy. Có nghĩa là con người mà thiệt hiền đức, con người này quý vị chửi người ta, người ta cũng làm thinh à. Nhưng mà con người giả hiền đức, mình chửi người ta chửi mình lại đó. Chứ không phải là con người hiền đức không bị người ta chửi nha. Cho nên chính vì cái khái niệm này mà đồng đạo chúng ta nhiều khi nhận định làm bởi đức Phật vẫn bị chửi, đức thầy chúng ta vẫn bị người ta chê trách thôi. Nhưng mà đối với Phật và thầy, người ta chửi thầy chửi Phật, nhưng mà thầy với Phật không có chửi lại, bởi đức Phật, thầy và Phật là người hiền. Cái đó đồng đạo. Mà ngược lại bên cạnh đó thầy và Phật còn thương nữa đồng đạo, rất là thương. Vì vậy cho nên qua câu giảng này đó, đức bụi trần mạng lạc thay ai, thì giờ này tôi phải bị chúng ta phải cố gắng trong cuộc đời sống của mình. Ca dao Việt Nam đã dạy rất rõ đồng đạo, cao thì chê ngỏng, thấp thì chê lùng, béo chơi béo trục béo tròn, mà gầy chơi xương sống xương sườn lòi ra. Thương nhau thì thương cả lối đi, mà ghét nhau ghét cả tôn ti họ hàng. Như vậy thì làm sao mình ở vừa bò lòng thiên hạ được đồng đạo? Quý vị còn nhớ cái mẫu chuyện mà hai cha con mà đi mua con lừa không? Mẫu chuyện này đồng đạo nằm đông đó. Hai cha con mua được con lừa cũng tốt mớ tiền, cưng cái lắm. Cho lúc bây giờ mới là đâu có dám cởi, mới bắt đầu vào đầu ngõ. Cái người ở bàn, người trong xóm nó bàn tán chèn coi kìa, có ai mà ngu hai cha con ông này không đó, dùng tiền mua con lừa mà không dám cởi coi kìa, đi bộ kìa. Cái ông nghe em nói không được con ơi, thôi bây giờ là hai cha con mình lên cởi con lừa để sớm người ta nói gì cũng kỳ. Đúng rồi, có tiền mua con lừa mà không dám cởi, ngu không? Thấy không đạo? Cái hai cha con lên cái con lừa, cái đi một đoạn nữa, cái tới cái xóm giữa nó chèn coi kìa, hai cha con ác thấy ghê không? Con lừa nó nhỏ xíu, hai cha con lên cởi chết con lừa đó. Ông nói không được con ơi, thôi hai cha con mình xuống, thôi bây giờ con ngồi đi, để cha dắt đi, để hai con mình ngồi lên con lừa, tao nói mình ác. Cái đi vô trong nữa, cái cao kẹt, ai coi con bất hiếu thì ghê, con mà nó cởi con lừa để ông cha nó là dắt như vậy. Ông nói không được con ơi, vậy là không được, tao nói con bất hiếu kìa, thôi con xuống đi, để cha ngồi con lừa. Thì khi mà đi đến cuối xóm thì bị tao nói coi kìa, ở đời coi kìa ai mà ác như ông già không? Ông già ổng ngồi trên con lười, ổng để cho con ổng nó nhỏ nó dắt con lười đi như vậy. Như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy rõ là không ai mở vừa bụng thiên hạ này được đồng đạo không? Cho nên đức thầy mới dạy là mặn lạc thấy ai. Cho nên hôm nay đồng đạo tu nghe, quý vị đừng có mà lóng lỗ tai nghe coi ai khen mình không. Cái người nào khen mình là người này bạn thân của tôi đó, ngày mai là lại nhà chơi, đi đâu điện mời đi, bởi vì ta thương mình mà. Mà cái người nào mà nghe người ta ghét mình, người ta dèm pha, người ta chê mình là coi như là xóa số điện thoại luôn. Cái người này là không ưa nè, bởi bà nó xấu mình à. Thì rõ ràng đây là cái quan niệm thường nhiên trong cuộc sống. Cho nên hôm nay chúng ta sống, mình phải sống trên cái dư luận đồng đạo. Mình sống trên dư luận, không nghe đức thầy dạy sao? Ai thương ai ghét mặt tình, phần mình cứ giữ, tâm mình cho ngay đồng đạo. Người ta thương ghét kệ người ta, phải không? Cái quan trọng là mình, người ta thương mình, nhưng mà mình bị nghiệp rồi đó, thì xin thưa là người ta tiếp mình không có được đâu. Còn người ta ghét mình thì dầu rằng người ta có ghét mình cả nào, nhưng mà cũng không có hao mòn cái công đức của mình đồng đạo. Cái quan trọng tâm mình ngay thẳng là tốt. Nhưng mà người ta ghét mình buồn, mình ghét người ta lại, thì lúc già hao mòn công đức nha. Mình phải nhớ kỹ điều này. Cho nên
mình đừng có để cái sự dao động bởi những cái sự kiện xung quanh. Cho nên Đức Thầy mới dạy một đoạn: mặc tình ai, dèm pha tai tiếng, sửa tâm lành như miếng hoa thơm, đến chừng hoa nở nhị đôm, thì là trần thế mới hòm bẻ qua. Kính thưa đồng đạo, chúng ta cứ lo tu, đồng đạo cứ gắng cố gắng tu hành đi, thì nhất định một ngày nào đó chúng ta sẽ có được hoa thơm trái ngọt. Còn cái chuyện mà thương ghét trên xã hội này thì thôi chúng ta bất cần. Thì đó là mình muốn nói giữa các cái hai cái chiều để cho đồng đạo chúng ta hiểu được như vậy, để mình cố gắng thực hiện được lời Đức Thầy. Đó là mặn lạc thay ai, người ta mặn mà với mình, người ta lạc lẽo với mình, nhưng đối với mình thì thay kệ người ta đi, mình lo tu là chính đi, đâu có rảnh đâu mà cứ nhớ chuyện thiên hạ hoài. Đồng đạo quý vị nên trở lại chính mình, chứ chúng ta đừng sống vô luận. Nếu mà chúng ta sống vô luận rồi chúng ta bị gạt, người ta muốn cho mình vui dễ lắm, ta gặp mình ta khen, ta tặng mình, ta đưa mình lên cao mình vui lắm, mà người ta muốn cho mình buồn dễ lắm, ta kiếm chuyện ta nói xấu mình vài câu mình buồn, ôi thôi buồn mấy ngày vẫn còn buồn, mấy tháng vẫn còn buồn, không đồng đạo. Cho nên sống như vậy là chúng ta bị thụ động. Và đồng thời để đạt được kết quả cao hơn trong vấn đề này thì đến câu giảng thứ ba Đức Thầy dạy là chữ Nam Mô trì giải giữ trai. Như vậy thì ở đây Đức Thầy dùng chữ Nam Mô. Nếu nói chữ Nam Mô thì chúng ta có thể hiểu ở hai cái khái niệm. Bởi Đức Thầy nói chữ Nam Mô mà, mình phải bàn chữ Nam Mô đồng đạo. Chữ Nam Mô mà chúng ta hiểu về phương diện thiền tông đó, chữ Nam Mô là gì? Nam Mô Tào dịch nghĩa là nẵng mô, là quy y, là cung kính, là độ ngã, là cứu ngã, là làm theo. Cho nên chữ Nam Mô ở đây cũng còn gọi là chữ quy y. Chữ quy y là chữ Nam Mô, giống như hàng ngày chúng ta đều trong các cái bài nguyện của mình, nhất là bài nguyện trước bàn Phật, rồi bài Tây Phương Ngũ Nguyện, thì cái câu đầu thì chúng ta đều nguyện cái từ Nam Mô đó đồng đạo. Cho nên chữ Nam Mô là cung kính, là quy y, là quy mạng, là cứu ngã, độ ngã. Thì để là mình hiểu về cái phương diện thiền, về cái pháp quy y. Còn chữ Nam Mô mà chúng ta hiểu về tịnh độ thì nói cho đủ là Nam Mô A Di Đà Phật. Như giống như Đức Thầy dạy, được thảnh thơi nhờ chữ Nam Mô phiên bổn đạo đắc mà trì trí đồng đạo. Hoặc là chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, sao thấy được nhà tiên của Phật. Cho nên chữ Nam Mô đây thì nếu nói chữ này thì mình phải hiểu ở hai khái niệm đó. Nhưng theo tôi thì chữ Nam Mô Thầy dạy là đều có hai khái niệm đó. Tại sao? Bởi vì hôm nay thường là tôi và vị chúng ta quy y rồi, chúng ta mới niệm Phật. Thật sự là trong cái thời cúng của mình đồng đạo, quý vị niệm Phật nhiều lắm. Bình thường nhiều khi tôi và vị chúng ta không nhớ niệm Phật đúng không? Nhưng mà khi có cúng lại là chúng ta có niệm Phật. Nhờ cúng lại mà chúng ta được niệm Phật nhiều. Mỗi xá chúng ta đều niệm Phật, mỗi lạy chúng ta đều niệm Phật, phải không đồng đạo? Rồi sau khi cúng chúng ta được ngồi niệm Phật nữa. Cho nên hai cái này tuy hai mà một. Vì vậy nên chữ Nam Mô thì bắt đầu ở chỗ là quy y. Và sau khi quy rồi thì mỗi đồng đạo chúng ta phải niệm Phật. Nếu hôm nay tu đạo Phật giáo hòa hảo, đồng đạo quên cái gì thì được nha, nhưng mà đồng đạo nhớ đừng có quên niệm Phật. Cho nên nhiều khi thì tuổi cao, tôi theo tôi biết rằng đây là một cái quan niệm chung, khi mà chúng ta tuổi cao chúng ta quên trước quên sau. Có những khi trên tay cầm cái hộp quẹt mà cứ đi kiếm cái hộp quẹt hoài. Nhiều khi trên tay cầm điện thoại, đã hình dung coi mà đi kiếm điện thoại, nó lạ đồng đạo. Nhưng mà đồng đạo nhớ thà là mình quên cái gì quên nha, quý vị đừng có quên niệm Phật. Cho nên mình nên cũng cầu mong mình sau này mình lẫn á, mình quên á, cái gì cũng được trơn á. Quên chồng, quên vợ, quên con được tốt, đừng có quên niệm Phật nghe quý cô, quý chú, đừng quên niệm Phật. Quên niệm Phật là tiêu đó đồng đạo à. Mà giờ này đồng đạo muốn rằng sau này đến cái giờ cuối cùng đó, đến cái giờ mà Đức Thầy dạy là chữ lục tự trì tâm bất viễn, thì lâm nguy có kẻ cứu mình đó. Đến cái mức lâm nguy sau cùng mà giành giữ cái tử thần đó, mà đồng đạo chúng ta lúc ấy mà không quên niệm Phật đó, thì giờ này đồng đạo chúng ta phải tập trước mới được. Bởi vì cái bộ não chúng ta rất là thông minh, nó ghi cái gì nhiều là nó phát cái đó nhiều. Quý vị hình dung tôi nói ví dụ đi, trong một ngày làm việc, quý vị mà cái đầu của mình mà nó nhớ cái gì nhiều đó, nó suy nghĩ cái gì nhiều đó, thì coi chừng giấc tối chúng ta nằm trên bao thấy cái điều đó đồng đạo. Cái đầu chúng ta, trí não chúng ta rất thông minh. Như vậy thì bộ não chúng ta là một cái máy ghi, và nhiệm vụ cái máy ghi này thì nó vừa ghi nó vừa phát. Ghi khi chúng ta chủ động đối cảnh, phát khi mà chúng ta thụ động. Có nghĩa là khi mình không suy nghĩ thì nó sẽ phát ra.
Tôi nói ví dụ giờ bữa nay đồng đạo đi làm cái việc gì đó, thì lúc mà chiều về nằm võng mà đưa đó cái đồng đạo, lúc giờ nó phát ra hình ảnh, lời nói, những cái mình tiếp xúc trong ngày hôm nay. Như vậy thì từ đó, để khi mà đến già, đến bệnh, mình không có chủ động niệm Phật được đó, mà để câu lục tự luôn lưu giữ trong nội tâm của mình, thì tôi tin tưởng rằng giờ này đồng đạo chúng ta phải ráng tập. Quý vị tập làm sao mà trong cái quỹ thời gian hàng ngày quý vị phải cố gắng nhớ niệm Phật, tức là nhớ Phật cho nhiều. Nhớ Phật hơn nhớ chồng, nhớ Phật hơn nhớ vợ, nhớ Phật hơn nhớ con, thì hơn nhớ Phật hơn nhớ cháu. Thì đến cái giờ chúng ta già, chúng ta lẫn thì chúng ta niệm Phật cái niệm gì giờ chỉ giùm tôi, có đồng đạo. Còn giờ này trong đời tu của mình, coi chừng mình thương chồng mình hơn hơn nhớ Phật, coi chừng mình thương vợ mình hơn nhớ Phật, coi chừng mình thương cháu nội cháu ngoại hơn nhớ Phật, thì cái này là nguy. Đến giờ phút cuối cùng, coi chừng là chúng ta cứ nhớ cháu nội cháu ngoại, kính thưa quý vị, thì coi như là chúng ta không đạt kết quả trên cái lộ trình tu hành của mình đồng đạo. Vì vậy cho nên mình phải cố gắng khắc ghi vấn đề này. Để làm chi? Để tôi và quý vị chúng ta trong đường tu của mình, trong công việc hàng ngày chúng ta cần nhớ rồi đó. Không nhớ làm sao chúng ta làm ăn được, không nhớ làm sao chúng ta sinh hoạt được. Nhưng mà cái nhớ của chúng ta, nhớ bên ngoài chỉ là phụ thôi, ít thôi. Cái chính yếu là chúng ta nên nhớ niệm Phật, đúng như là Đức Thầy dạy trong chánh tư duy. Chánh tư duy một ấy thanh cao, hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ, trên cùng dưới dầu thầy hay tớ cũng tưởng điều trung chánh mấy màu. Việc vui sai mèo mã đâu đâu hãy dẹp gác, nhớ cầu lục tự. Cái này Đức Thầy dạy là dẹp gác đồng đạo nhớ. Thì giống như mình bàn nãy giờ đúng không? Bởi vì ngồi đây chúng ta phần nhiều là người có gia đình. Nếu mà không có gia đình là khỏe một chút đồng đạo à. Thật sự là những đồng đạo không có gia đình này, thật sự là tu rất là, phải nói gọn là rất là nể. Bởi vì chúng ta đỡ, Đức Thầy dạy nợ gia đình đeo đắm căn duyên cơn nguyên nghèo thân thể chung chiên. Người ta ở mình nên đâu có chồng có vợ có con có cháu đâu mà nhớ, phải không đồng đạo? Người ta nhớ đi chăng là nhớ hành đạo, nhớ niệm Phật. Còn tôi và quý vị nhớ đủ thứ nhớ, bởi vì mình là người tại gia mình biết nên đồng đạo. Nhất là mình thương những cái cô bác lớn tuổi, giờ này giữ cho nội cho ngoại đó, thì cô bác nên cẩn thận. Mình giữ cho nội cho ngoại, đây là cái nhiệm vụ, cũng gọi là cái bổn phận hồi nãy đó. Bổn phận là ông bà phải giữ con giữ cháu rồi, đó là bổn phận. Nhưng mà quý vị phải làm sao trong ý tưởng quý vị đó, cái hình ảnh của con cháu của mình nó phải ít hơn so với câu lục tự ha. Dầu rằng con cháu chúng ta rất là thương, nhưng mà quý vị phải thương Đức Phật A Di Đà là đệ nhất. Lúc nào chúng ta cũng phải nói gọn là cũng nhớ Phật hết, lúc nào cũng niệm Phật hết. Chúng ta vẫn nhớ con nhớ cháu, nhưng mà chúng ta phải sắp hàng hai hàng ba, chứ không bao giờ nhớ hàng đầu được. Thì nếu có được như vậy, thì trên cái lộ trình tu hành của mình, nhất định đến cái ngày cuối cùng như tôi nói hồi nãy, là đồng đạo chúng ta sẽ nhớ Phật. Nhất là khi mà chúng ta thọt nhớ thọt quên, nhiều khi lầm lẫn đó, lúc đó cái gì quên nha, chứ Nam Mô A Di Đà Phật không có quên. Bởi vì Đức Thầy dạy là Nam Mô A Di Đà Phật, 6 chữ đi đứng nằm ngồi đáng niệm chớ quên, không đợi gì thật khắc. Thì chúng ta phải đáng nhớ. Và đồng thời để nhớ lâu hơn, thì đồng đạo chúng ta chỉ có là niệm trong tâm, lúc cầu nguyện và niệm Phật chỉ niệm trong tâm. Bởi vì niệm trong tâm chúng ta nhớ mà lâu, có nghĩa là trong ý tưởng đồng đạo, niệm bằng tư tưởng nhớ mà lâu. Rồi hơn thế nữa, nếu đồng đạo mà không niệm bằng ý tưởng, chúng ta niệm bằng cái mà chúng ta niệm Phật mà nhờ cái miệng, niệm bằng cái miệng mà mốt không có cái miệng lấy gì niệm. Trường hợp nào? Bị tai biến. Rồi bây giờ bị tai biến sao niệm bằng cái miệng được, phải không đồng đạo? Ở đây ngồi đây mình đâu có chắc ăn được là sau này mình sao đâu. Nhất là đây là một cái bệnh mà giờ này nó đang phổ rộng đó. Quay qua dồn lại nghe đồng đạo mình bị tai biến, bị bán thân bắt tội, nói chuyện ngọng liệu, hoặc giả là không nói chuyện được luôn. Nó đứt cái sợi dây là dây nói. Mà nó đứt sợi dây nói mà nó còn sợi dây cười, nó chạm dây cười nó cứ cười hoài. Rồi nó chạm sợi dây khóc nó khóc hoài, sao niệm Phật được, phải không đồng đạo? Cái này là cái rối nghe. Bởi vì giờ này mình phải nói mấy cái này đồng đạo à. Bởi vì mình đâu có biết được ngày mai làm sao. Mà nếu đồng đạo nào mà cái phước đức lớn đó, chúng ta nguyên vẹn cái xác thân này, thần trí chúng ta tỉnh táo, im xuôi niệm Phật, đến cái ngày chúng ta bỏ xác thân này thì quý dữ lắm đồng đạo. Nhưng mà biết đâu tôi và vị chúng ta còn cái nghiệp trước nữa chị. Cái nghiệp ở tiền kiếp mình nó chằng chịt,
Vì vậy cho nên hôm nay mình phải lo liệu tại chỗ này đồng đạo, để chúng ta gỡ cái nghiệp trước. Quý vị nên niệm Phật trong tâm như lời Đức Thầy dạy, là niệm chữ Di Đà tăng chứng nghiệp thuyền từ Thầy Đức Lại Non Bồng. Chúng ta phải niệm Phật trong nội tâm. Lỡ mai mốt mà chúng ta đứt cái sợi dây nói, đứt cái sợi dây cười, đứt sợi dây khóc, kệ nó đi, nhưng mà trong tâm vẫn niệm Phật được. Lỡ như chúng ta có bị tai biến, có ngọng, có liệu, nhưng mà chúng ta vẫn niệm Phật trong tâm, thì đây là cái điều kiện mà chúng ta để trù bị khi sau này có biết. Bởi giờ này đâu ai biết ngày mai làm sao. Đức Thầy dạy ai mà biết được ngày mai. Ngày nay yên tĩnh, ngày mai thảm sầu, hoặc là đời không hay những chuyện xa vời, đâu có biết ngày mai làm sao đồng đạo. Cho nên giờ này chúng ta mình phòng thủ. Thì đấy là chúng tôi muốn nói thêm một khái niệm về cái vấn đề chúng ta bàn về chữ Nam Mô. Và đồng thời hôm nay đồng đạo có niệm Phật, có quy y, mà đồng đạo không giữ giới thì kết quả không cao. Có ai chấp nhận một người niệm Phật mà còn sáng sai chiều xỉn không, chỉ giùm tôi coi. Có ai chấp nhận mà chúng ta niệm Phật mà còn số đề số đuôi, chỉ giùm tôi đồng đạo. Không có ai chấp nhận mà niệm Phật mà còn gây gỗ sùm không. Có ai chấp nhận niệm Phật mà chúng ta còn dị đoan mê tín, còn giấy tiền vàng bạc xá phướng lồ khó không? Đâu có đồng đạo. Có ai chấp nhận niệm Phật mà ăn xài chân dọn thái quá không? Có ai chấp nhận niệm Phật mà làm biến không? Không có đồng đạo. Điều này không thể được. Chúng ta thấy nó không thể. Cho nên Đức Thầy mới đưa ra một cái niệm ở đây. Ngoài cái việc chúng ta chữ Nam Mô thì gắn liền là phải trì giới. Cái chữ trì là nắm giữ, cái chữ giới là giới. Trì giới là nắm giữ, giữ gìn giới luật, rồi giữ chay nữa. Ở đây thì trì giới giữ chay. Còn trong cái bài Ai Người Tri Kỷ thì Thầy dạy là đồ lao muốn lánh sớm nghe ta, bố thí trì chay giữ giới mạng. Bên kia là trì chay giữ giới, bên đây là trì giới giữ chay. Chỉ đảo ngữ thôi đồng đạo. Đức Thầy dùng cái pháp đảo ngữ thôi, pháp tu từ đảo ngữ thôi, nhưng mà cái nghĩa không khác. Cái chữ trì và chữ giữ có nghĩa không? Cái chữ trì đó, cái chữ trì là cái từ Hán học, mà cái chữ giữ đó là cái chữ Việt ngữ. Có nghĩa chữ trì mà giải nghĩa chữ Việt là giữ. Cho nên chữ trì và chữ giữ có nghĩa không? À, dầu là nó khác tự nhưng mà nó dị tự, nhưng mà đồng nghĩa. Một là Hán học, một là Việt ngữ hóa thôi. À, cho nên chúng ta hiểu điều đó để mình không có kẹt vào từ ngữ ha. À, khi mà chúng ta mình dùng một cái phương tiện về từ điển để chúng ta hiểu từ ngữ. Như vậy thì ở đây Đức Thầy dạy là trì giới thì giống như chúng ta giữ giới. Do đó cho nên hôm nay trong cái lộ trình tu hành hàng ngày thì quý vị phải nhớ rằng giới luật là cái điều căn bản. Nếu đồng đạo chúng ta tu hành mà giữ giới là coi như chúng ta biết đó, chúng ta được cái hương thơm như chúng ta bàn hồi nãy. Mà nếu như người tu mà chúng ta không giữ giới luật thì coi như là chúng ta không biết rồi, đâu có biết tu. Rồi hơn thế nữa, hôm nay chúng ta tu hành mà đồng đạo không giữ giới thì quý vị coi như là chúng ta không phải là tín đồ Đức Thầy. Bởi vì Đức Thầy dạy hai chỗ quan trọng, nhưng mà tôi tâm đắc nhất là trong cái bài Lời Tâm Quyết. Đồng đạo nên về xem lại cái bài Lời Tâm Quyết Đức Thầy. Lời Tâm Quyết nó quan trọng lắm đồng đạo à. Mà Đức Thầy dạy ở cái phần cuối, phần thi văn đó, phần văn tản đó. Thì trong cái Lời Tâm Quyết này Đức Thầy dạy có 8 lời tâm quyết thôi, 8 điều. Trong đó là có một điều Đức Thầy cấm không cho chúng ta bàn cái thời cuộc như tôi nói hồi nãy. Rồi lại trong 8 điều này Đức Thầy dạy về giới luật, Đức Thầy đưa ra tới 3 điều đặng đặng. Điều thứ 5 Đức Thầy dạy là tôn trọng giới luật của đạo, ráng sửa mình cho trong sạch để gây quả phước tốt cho linh hồn và thể xác. Vậy thì hôm nay chúng ta giữ giới luật, đó là chúng ta đang tạo phúc đó, để sau này linh hồn và thể xác chúng ta được nhờ. Mình giữ giới luật là mình nhờ. Nếu mình phạm giới luật là mình đang đày đọ linh hồn của mình, mình đang đày đọ thể xác của mình. Đày đọ thể xác trước, sau đó chúng ta đày đọ luôn linh hồn, đúng không đồng đạo? Bởi vì giờ này mình chỉ cần tứ đổ tuồng thôi. Quý vị chỉ cần uống rượu, cờ bạc, áp phiện, chơi bời đằng điếm là chúng ta đang đày đọ thể xác rồi, đúng không? Đây là 4 cái điều mà phải nói rõ là chúng ta đang hủy hoại cái thể xác của mình. Uống rượu hủy hoại thể xác nè, cờ bạc cũng hủy hoại thể xác nè, chơi bời đằng điếm hủy hoại thể xác nè, áp phiện hủy hoại thể xác nè. Tôi nói nôm na cầm điếu thuốc lá hút trên tay cũng là chúng ta đang hủy hoại cái thể xác của mình đó đồng đạo. Mình đang đốt lá phổi mình chơi, đúng không? Ngoài cái việc đốt tiền, tôi nhớ hồi đó đồng đạo, nhớ tôi có ông bác hồi đó đồng đạo cách đây khoảng 20 mấy năm, cái ông nhạc gia tôi đó, ông bán một cái nền nhà cho ông bác. Thì lúc đó thì vàng tôi nhớ là 10-11 cây vàng. Cái ông nói tôi một câu mà tôi nhớ hoài. Ông nói lúc đó tôi còn hút thuốc nha, mà có lẽ là nhờ câu nói ông mà tôi bỏ thuốc nè. Ông nói chí Tâm biết không,
Bác nghỉ hút thuốc năm nay nó là ba mấy năm mà nậu mà có tiền nghỉ hút thuốc mà dư đó tao mua được nền nhà của bà vợ mày đó. 11 lượng vàng năm đó. Cho nên thật sự quý vị thấy không, mình mà cầm cái thuốc đây đồng đạo, còn hút thuốc thông cảm cho tôi nghe, bởi thấy đồng đạo chúng ta còn nhiều lắm. Bây giờ mình hồi đó tôi có hút thuốc tôi biết mà. Mình phải biết được để từ từ mình bỏ. Bữa nay bỏ không được ngày mai bỏ. Ngày mai bỏ không được ngày mốt bỏ. Ngày mốt bỏ không được thì sang năm bỏ, mà sang năm bỏ không được thì đây đến ngày Đức Thầy về phải bỏ cho được. Đây đến ngày chúng ta bỏ xác này chúng ta phải bỏ được. Mà nếu chúng ta bỏ không được là nguy. Bởi vì mình hút thuốc, thứ nhất là chúng ta đốt tiền. Tiền không có tiền để làm từ thiện nữa. Xung quanh chúng ta còn biết bao nhiêu người nghèo đồng đạo. Một gói thuốc 2 đô thôi chúng ta mua được mấy ký gạo đồng đạo. Tôi không biết gạo này 1 ký nhiêu nữa. 1 ký gạo không? 1 ký gạo hả mừng? Một gói thuốc là mua được 1 ký gạo. Một ngày hút một gói thuốc, một tháng 30 gói thuốc là chúng ta mua được 30 ký gạo đồng đạo. Trời ơi, 30 ký gạo là được, được là phải nói gọn là gia đình nghèo nghèo mà có được 30 ký gạo mừng lắm đồng đạo. Mừng lắm. Rồi chưa nói đến vấn đề chúng ta hại cái thân nữa. Chẳng những đốt tiền, đốt luôn lá phổi. Đốt luôn lá phổi đồng đạo, hình dung giùm tôi. Rồi cuối cùng sao? Cuối cùng thì sao? Hại luôn linh hồn. Cho nên Đức Thầy mới dạy là tôn trọng cái lực của đạo, ráng giữ mình cho trong sạch để gây quả phúc tốt cho linh hồn và thể xác. Vì vậy nên chúng ta phạm giới luật là chúng ta đang đài cái xác mình đó, và chúng ta đang hại cái hồn mình đó đồng đạo. Mình hại mình, chính mình giết mình, chính mình hại mình đó. Bởi vì chúng ta bàn này mới hết hồn, mình mới tự mình ý thức được đồng đạo. Rồi ngoài cái điều thứ 5 ra đến điều thứ 7 Đức Thầy mới dạy, nếu không giữ được cái luật của đạo, tốt hơn là ra khỏi đạo, không có sự ép buộc bởi trong đạo. Chà, câu này rất là khó. Có nghĩa Thầy nói rằng đó, tất cả đồng đạo của chúng ta, tín đồ của Thầy, nếu như giờ này người nào mà không giữ được giới luật của đạo, có nghĩa là không giữ được 8 điều đáng cấm, thì giờ này nên ra khỏi đạo đi. Đức Thầy không ép ở trong đạo đâu. Ở trong đạo làm chi mà con sâu làm đầu nào canh đồng đạo. Ta mình phải khẳng định cái chỗ này mới được đồng đạo à. Mình phải hiểu vấn đề này. Rồi chẳng những vấn đề đó mà điều cuối cùng Thầy dạy, những kẻ nào cờ bạc, rượu trà, làm những điều xấu xa, nên biên tên họ đem đến cho mấy người có trách nhiệm, để mấy người ấy đem đến cho Thầy, Thầy sẽ trừng trị một cách thích đáng để làm gương cho kẻ khác. Càng ở câu này nghe ghê cho đồng đạo, ghê liền cái đồng đạo Khánh Hòa nó ghê liền, thật sự đồng đạo. Cho nên bây giờ mình dùng là Đức Thầy chúng ta bàn đi, để mỗi đồng đạo chúng ta cố gắng. Nhưng mà chưa đâu, 3 điều trong 8 điều này nó rất là quan trọng, nhưng mà còn một điều quan trọng nữa. Trong cái bài điều kiện vào đạo, trong bài điều kiện vào đạo Đức Thầy đã khẳng định rất rõ là không người nào được phép xưng mình là người trong đạo mà không giữ giới luật. Kẻ nào làm trái với luật lệ trong sự đạo đức, dầu không xin thôi đạo hay chưa bị bôi tên, cũng bị trách nhiệm việc làm của họ và bị coi như kẻ ngoại đạo. Ai thử coi tu hành mấy chục năm, ăn chay mấy chục năm, cúng lại niệm Phật mấy chục năm mà cũng còn phạm giới luật lai rai. Đến ngày Đức Thầy về, Thầy nói cái người này không cùng đạo với Thầy. Thì cái người cái Đức Thầy nói, Đức Thầy coi chúng ta là kẻ ngoại đạo, coi như Thầy không cứu đồng đạo. Nếu mình là không cùng đạo, Thầy không cứu đâu. Bởi Đức Thầy chỉ kiếm con hiền đức dắt về nơi cõi Phật Tây Phương an nhàn. Đức Thầy chỉ dạy chúng ta rất rõ, ai mà xét biết ăn năn hoài đầu hướng thiện bằng tăng dắt dùng. Đức Thầy chỉ dắt tín đồ Thầy thôi. Đức Thầy chỉ dắt là con hiền cháu thảo thôi. Và Đức Thầy đã khẳng định rằng, nên nhớ rằng Đức Phật sẽ dìu dắt và ủng hộ những kẻ nào làm ăn chân thật hiền lành đúng theo giáo lý của Ngài, chứ không bao giờ lại ủng hộ những kẻ gian tà xảo quyệt làm các việc hung ác ngông cuồng trái với những lời mà Ngài đã dạy. Vậy thì hôm nay chúng ta làm trái là Đức Thầy có dắt chúng ta không? Không. Ma dắt chúng ta, ma dắt, quỷ dắt, tu cả đời với ông Phật, quy với ông Phật, ngày nào cũng nay con nguyện cái hối ăn năn làm lành lánh giữ quy theo mấy ngày thì Phật đạo. Nhưng mà cuối cùng là về với ma, về với quỷ, là coi như là cả cuộc đời chúng ta là mắt trắng đồng đạo. Đầu tư như vậy là mắt trắng. Cho nên chúng tôi muốn nói vấn đề này để làm chi? Bởi vì thật sự giờ này phải nói thẳng với nhau nghe đồng đạo. Chứ chúng ta mà cứ dùng dằn, cứ nể với nhau, không dám nói thì không được đồng đạo. Bởi vì hôm nay ai tu nấy hưởng, phải không đồng đạo? Cho nên mỗi đồng đạo chúng ta 8 điều đang cấm đã nằm lòng. Chỉ cần chúng ta nghiên cứu kỹ cái điều nào Thầy không cho làm, không nên, chẳng nên, chúng ta đừng làm. Mình chỉ làm những điều Đức Thầy cho dạy nên làm thì chúng ta làm. Bao nhiêu thôi để chúng ta hưởng.
Thì nếu đồng đạo niệm Phật mà đồng đạo có giữ giới, thực hiện đúng theo giới điều mà Đức Thầy dạy, thì coi như là cái sự niệm Phật chúng ta mới có được kết quả. Cho nên Đức Thầy mới dạy là chi cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới luật nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đau mất cõi Tây Phương chư Phật để chờ. Cho nên mình phải nhớ kỹ rằng chúng ta có giữ giới luật thì Đức Phật bên kia mới chờ chúng ta đồng đạo. Bởi vì trong kinh Phạm Võng Đức Phật đã Đức Phật đã dạy rồi, tức là giới minh nhật nguyệt diệt nhanh lạc châu, di trần Bồ Tát chúng vô thì thành chánh giác. Có nghĩa rằng giới sáng như mặt trăng, mặt trời như hạt châu anh lạc, Bồ Tát đó đắc đạo đông như vi trần, tức là hằng hà sa số, nhờ hành trì giới luật mà thành quả vị chánh đẳng chánh giác. Hoặc giả là tam thế Phật pháp giới di căn bản, bản chi bất tu đạo viễn hậu tai. Trong ba đời thuyết pháp của Đức Phật đều lấy giới luật làm căn bản, mà nếu giới luật không tu thì đạo còn xa lắm vậy. Cho nên hôm nay chúng ta phải lấy tám điều đang cấm để làm cái phương châm hành đạo, đó là trì giới đó. Rồi đồng thời bên cạnh trì giới ra, Đức Thầy còn dạy là giữ chay. Có nghĩa rằng hôm nay nếu đồng đạo không giữ chay thì chúng ta cũng không đạt được kết quả. Bởi vì đồng đạo hình dung đi, cái chữ giữ ở đây là nắm giữ. Tùy theo căn cơ trình độ để chúng ta bàn một số khái niệm để chúng ta đi từ thấp lên cao. Cho nên giữ chay là gì? Những ngày đầu tiên bước vào đạo, tôi và quý vị chúng ta phải giữ 1 tháng 4 ngày chay, 1 năm là 49 ngày, năm nhuần là 53 ngày. Bởi vì ngày mùng 1 Tết chúng ta phải ăn chay. Đây là cái bậc sơ cơ mới bước vào đạo. Bởi vì mình đang ăn mặn bình thường mà đồng đạo, mới bước vào đạo mà kêu ăn chay trường sao ăn nổi. Cho nên Đức Thầy mới dạy là chay 4 bữa ấy là quy tắc của kẻ khùng chỉ dắt chúng sanh. Như vậy thì hôm nay đã ăn chay 1 tháng 4 ngày thì đây là cái phương diện thấp nhất. Chúng ta giữ chay là phải giữ cho trọn vẹn 1 tháng 4 ngày, chứ không phải là 1 tháng 3 ngày. Bữa nay là ngày 29, cái đi đám giỗ hoặc là đám cưới nhà chị xui, con chị xui gì đó là chúng ta quên. Hoặc là bữa nay mùng 1 Tết quên ăn chay là không được đồng đạo à. Quan trọng lắm à, ngày mùng 1 Tết phải ăn chay mới được nghe đồng đạo. Đức Thầy dạy là phải ăn chay. Bởi vì theo nhân gian người ta nói với nhau á, ăn chay ngày mùng 1 Tết là bằng ăn 1 năm. Cho nên cái đấy là cái câu nói nhân gian thôi, chứ thật chắc ra thì mình cũng ủng hộ. Bởi vì nhân gian không biết đạo, mà ta ăn chay một ngày đỡ không ăn chay, người ta cúng lại một thời đỡ không cúng lại đồng đạo. Cho nên đấy là mình hiểu về tính nhân gian. Còn hiểu về tính tôn giáo, mùng 1 Tết là ngày vía Đức Phật Di Lặc. Cái ngày đầu năm đầu tháng là ngày vía Đức Phật Di Lặc mà chúng ta được ăn chay nó thì quý biết chừng nào đồng đạo. Cho nên cái chuyện vấn đề giữ chay này thì mức độ thấp. Chúng ta phải giữ cho trọn vẹn là 1 tháng ăn chay 4 ngày, 1 năm 12 tháng là 48 ngày, ăn luôn ngày mùng 1 Tết là 49 ngày, năm nhuần thì ăn 53 ngày. Và đồng thời giữ chay này bắt đầu tuần tự, từ ở cái chỗ là chay 4 bữa ấy là quy tắc, thì lúc đầu chúng ta thực hiện những câu giảng tiếp theo mà Đức Thầy dạy là tương dưa giữ phận cho tròn, cuối niên thân dậu mắt còn sẽ phân. Vậy thì khi mà Đức Thầy dạy là tương dưa giữ phận cho tròn, nghĩa là không có ngày mặn nào trong này hết rồi đó đồng đạo. Hoặc là phận tu hành đạm bạc rau tương, miễn cầu được an khương bốn biển, mà Đức Thầy dạy rất rõ trong bài Năng Thơ Cẩm Tú. Như vậy thì phận tu hành Đức Thầy dạy là đạm bạc rau tương, không có ngày nào mặn trong này rồi. Hoặc là Thầy dạy tuy nghèo dùng để cháo rau, bền lòng niệm Phật ngày sau thanh nhãn. Cho nên chúng ta phải nhớ kỹ rằng mình nghèo thật, nghèo tiền nghèo bạc, chứ đạo đức không có nghèo. Chúng ta nghèo tiền nghèo bạc mà đồng đạo biết ăn chay biết niệm Phật quý lắm. Đức Thầy dùng cái từ ngày sau thanh nhàn quý lắm đồng đạo. Vậy thì tuần tự như vậy, đây là Đức Thầy gia hạn cho tùy căn cơ trình độ. Cho nên hôm nay đồng đạo chúng ta phải đi theo cái trình tự này để chúng ta giữ chay. Cái cốt lõi trong đời tu chúng ta đến cái ngày cuối cùng trước khi chúng ta bỏ xác, quý vị phải tranh thủ cho tôi là chúng ta ăn chay trường mới được. Chúng ta phải phận tu hành đạm bạc rau tương. Dầu rằng mình yếu mình kém nhưng mà mình phải tranh thủ. Bởi vì quý vị biết rằng dầu rằng chúng ta hiểu cái khái niệm không phải ăn chay mà thành Phật, nhưng mà đồng đạo muốn thành Phật thì đồng đạo không thể ăn mặn. Ăn mặn là chúng ta còn nợ nghiệp, ăn mặn là còn sát sanh, ăn mặn mà còn sát giết thì làm sao mà thành Phật được. Tôi nói một cách nôm na đồng đạo hình dung đi. Những đồng đạo ăn chay kỳ thông cảm cho tôi. Quý vị đang niệm Phật đúng không? Mà gần tới buổi cơm chiều, cái trong tư tưởng nhớ con dâu mình nó nói chiều nay á
nó làm con gà nó xé phai cho mình ăn. Đồng đạo lúc này không có còn nhớ niệm Phật, cứ nhớ con gà hoài. Hoặc giả là dọn cái mâm cơm lên, nhìn trong cái mâm cơm có một con cá lóc nướng, đồng đạo có nhớ niệm Phật được, tôi mới sợ đó. Lúc đó niệm cá lóc nhớ cho niệm Phật gì đó, không đồng đạo. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta phải nhận định mình đã niệm Phật. Niệm Phật là gì? Niệm Phật là lòng chúng ta ghi nhớ Phật. Lòng thì ghi nhớ Phật, mà khẩu thì sát sanh. Ủa cái này lạ ha đồng đạo? Nó lạ ha, nó nghịch, nó mâu thuẫn. Lòng thì nhớ Phật mà khẩu lại sát sanh, thì vấn đề này là vấn đề đang đi nghịch. Có cái này được nè, lòng chúng ta đang tưởng khác mà chúng ta miệng thì sát sanh thì hợp lý, phải không đồng đạo? Hợp lý. Còn ở đây Đức Hoàng dạy chúng ta là đang niệm Phật mà, cho nên lòng đang niệm Phật thì chúng ta phải ăn cái đồ chân chánh. Và hơn thế nữa đồng đạo nhớ kỹ, dầu rằng các loài xúc cầm sanh vật, nhưng mà Đức Thầy xác định rằng nó cũng có linh hồn, cũng có thể xác, phải không đồng đạo? Cho nên chúng ta phải hiểu điều đó, để rồi mỗi đồng đạo chúng ta tranh thủ phải giữ chay. Như vậy thì chữ Nam Mô Trì Giới giữ chay, thì đây còn gọi là cái kiền ba chân mỗi đồng đạo chúng ta trong đời tu của mình không thể thiếu. Bây giờ chúng ta thử làm một bài toán. Tôi nói ví dụ, tôi và vị có ăn chay, có giữ giới, mà chúng ta thiếu đi niệm Phật, thiếu đi cúng lại, được không đồng đạo? Đương nhiên là không được đó. Mình thiếu đi chữ niệm chữ Nam Mô là chúng ta chưa quy đó, mà mình thiếu niệm Phật thì chúng ta không cầu được tha lực, trong khi cái nghiệp của mình nó quá nặng, coi như là chúng ta khó thành. Rồi như ngược lại, giờ này chúng ta có niệm Phật cúng lại, bởi chữ Nam Mô gồm niệm Phật và cúng lại. Giờ này đồng đạo có niệm Phật có cúng lại, mà đồng đạo có giữ giới, trong khi đồng đạo còn ăn mặn, mà đồng đạo muốn giải thoát thì cực kỳ khó. Trong khi chúng ta còn ăn mặn là chúng ta đã phạm giới sát rồi, trong ngũ giới rồi, đồng đạo phạm giới sát làm sao mà giữ tròn được, là trì giới được. Rồi hoặc giả là cái bài toán thứ ba, chúng ta có ăn chay, có cúng lại niệm Phật mà chúng ta còn phạm giới lực thì cũng bằng không. Cho nên ba cái yếu tố này chúng ta cộng lại là kể như là chúng ta không thể nào thiếu được. Trong đời tu của mình, tôi và vị chúng ta phải cúng lại niệm Phật là một, đồng thời với cúng lại niệm Phật chúng ta phải giữ gìn giới luật là hai. Đồng thời giữ gìn giới luật chúng ta phải ăn chay, đó là ba. Ba cái này cộng lại với nhau thì chúng ta mới viên thành, mới viên mãn được. Cho nên giờ này khi chúng ta bàn vấn đề này thì mỗi đồng đạo chúng ta xét mình, nếu như tôi bảo vệ chúng ta còn thiếu một, thiếu hai trong ba cái này thì chúng ta phải cố gắng nha. Bởi vì cái cuộc đời của mình thì nếu nó dài nó không có dài, mà nếu nó ngắn cũng không ngắn, bởi chưa biết mình cái số vô thường tới chừng nào. Hoặc giả là Đức Thầy gia hạn từ đây đến ngày Đức Thầy về, thì xin thưa đồng đạo, nếu nói xa cũng không xa đâu, mà nếu nói gần cũng chưa chắc. Cho nên chi bằng giờ này chúng ta tận dụng các khoảng thời gian này, chúng ta còn niệm Phật được, còn cúng lại được, còn giữ giới được, còn ăn chay được, thì tại sao chúng ta không thực hiện? Để khi mà trễ thời kỳ của gặp đăng ta, khi mà nó qua rồi mà chúng ta muốn trở lại nó khó. Như tôi nói hồi nãy, chúng ta còn sức khỏe, đồng đạo thấy bây giờ này mình còn khỏe đó, mình ăn chay ngon đó. Nhưng mà mai kia mốt nọ đồng đạo bệnh rồi, ăn chay rất là khó đồng đạo. Bởi vì bệnh rồi cơ thể chúng ta yếu lắm, rất là yếu đồng đạo. Mình rất là phải nói gọn là nó rất là dễ ngã mặn. Vì vậy cho nên để đạt được kết quả cao hơn nữa, ngoài cái việc Đức Thầy dạy chúng ta khẩu chay, thì đến câu giảng sau cùng Đức Thầy dạy là chay được tánh, chay tâm mới quý. Vậy thì qua câu giảng sau cùng này, Thầy dạy chúng ta phải có được chay tâm, phải có được chay tánh. Và Đức Thầy dùng cái từ là mới quý, có nghĩa rằng nếu chúng ta có khẩu chay mà không có chay tâm, không có chay tánh là chưa có quý. Có nghĩa là cũng được nhưng mà không cao. Bởi vì cái chữ quý đây là một con người đạt được cao, chữ quý đây là cái người cao quý, được võ vị cao quý và là một học trò cao quý của Thầy. Cho nên điều kiện đặt ra thì giờ này tôi và vị chúng ta phải nhớ, chúng ta ăn chay khẩu bên ngoài đây là phương tiện, cái quan trọng là nhờ những buổi chay khẩu này mà chúng ta có được tâm chay, có được tánh chay. Như vậy thì tâm và tánh, tâm là trong lòng, tánh là những cái mà chúng ta thực hiện bên ngoài. Vậy thì tâm chay và tánh chay có nghĩa rằng trong lòng chúng ta phải là có tình thương, rồi tánh chúng ta phải là có tình thương. Vậy thì tâm chay tức là cái tâm người này sở dĩ ăn chay khẩu là hoàn toàn do cái tâm lành,
cái tâm thiện mà giúp cho chúng ta ăn chay khẩu. Chứ không phải là hôm nay chúng ta ăn chay khẩu, ăn cái miệng thì ăn chay, mà cái tâm chúng ta còn độc, còn bệnh, còn ác, còn tính toán, còn là phải nói gọn là nhỏ mọn ích kỷ, thì như vậy là coi như bằng không đồng đạo. Bởi vì trong Kim Cổ Kỳ Quan ông bá dạy rất rõ là tu biết thương vốn thiệt trai trường, tu tham của tu đường địa ngục. Có nghĩa rằng hôm nay chúng ta tu mà cái tâm của mình thương người mến Phật, thì như vậy là chúng ta đang trai trường đó đồng đạo, thật sự trai trường. Còn nếu như cái tâm của mình mà không thương người mến Phật, chúng ta chỉ câu nệ chấp ở cha khẩu, thì ông ba cũng dạy rất rõ đồng đạo, mài sừng cho lắm cũng là trâu, chay mãn kiếp quả hầu đắc hỷ. Vì vậy cho nên hôm nay ăn chay khẩu chỉ là phương tiện thôi. Cái quan trọng từ ở chay khẩu này, chúng ta phải chuyển từ tâm chay. Đồng đạo phải nhớ kỹ là Đức Thầy dạy đạo Phật là đạo từ bi bác ái dĩ đức háo sanh, khoan hồng đại độ ti tình thế đổi thay, cho tấm lòng nhân chẳng đổi. Chúng ta ăn chay để nuôi dưỡng cái lòng nhân, cái lòng từ bi bác ái, thì đó đúng cái nghĩa là chay tâm, chay tánh. Cho nên hôm nay chúng ta hiểu ta là Đức Phật, thì Đức Phật dạy có bốn loại thức ăn. Thứ nhất là đoàn thực, thứ hai là tư niệm thực, thứ ba là xúc thực, thứ tư là thức thực. Vậy thì tôi và vị ăn trái trường, chúng ta mới có đoàn thực thôi. Tức là mình chỉ có đoàn thực chay, trong khi đó chúng ta còn phải làm sao tư tưởng mình cũng phải là niệm thực. Tức là tư tưởng chúng ta đó, tức là mình phải có tư tưởng chay đồng đạo. Có nghĩa là tư tưởng chay là thế này, nghĩa là tư duy của mình đó, đối với các loài thú cầm sinh vật, thì gần như là chúng ta lúc nào chúng ta cũng thương nó. Mình nhìn nó đồng đạo, hình dung nó là Phật đó, cũng giống như Đức Phật dạy, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, ta là Phật hiện tại, chúng sanh là Phật tương lai. Quý vị ăn chay làm sao đồng đạo, nhìn con cá, con gà, con vịt đồng đạo, nhìn nó trong ý tưởng của mình đó, mình nghĩ nó là Phật đó. Có như vậy chúng ta đạt được tâm chay tánh chay đồng đạo. Mà điều này Đức Thầy cũng dạy đồng đạo, các chúng sanh đều có như ta mà, bị vô minh vọng tưởng vậy tà nên quay lộn ta bà có khổ. Như vậy dầu con cá, con gà, con vịt, nhưng mà nó vẫn có như Đức Thầy chúng ta. Cho nên Đức Thầy mới dạy giống thú kia là loài sanh cầm, mà còn biết kiếm tầm đạo đức, thú vật biết tu hành não nước, còn người sao chẳng đức hồng trần. Vậy thì mình phải hiểu được rằng các loài, muôn loài đều có đạo, chớ sát hại loài nào, trong Pháp Bụ Đàn Kinh Đức Lục Tổ đã dạy. Cho nên trong cái tư tưởng của mình về tư niệm thực này, đồng đạo lúc nào cũng nhớ nghĩ con gà, con vịt, luôn cả con cá, luôn cả súc cầm sanh vật. Tôi nói nôm na con ruồi, con muỗi, con kiến, con mối, con mọt, con vân, thì tất cả nó đều có khả năng thành Phật. Chúng ta nhìn nó, mình phải thương nó như thương chính bản thân của mình. Mình nhìn nó, mình phải hình dung được trong đó có ông Phật vị lai, có ông Phật tương lai. Thì khi nhìn đến đây, chúng ta không còn có một cái ý tưởng nào mà để ăn thịt nó. Có ai mà dám ăn thịt ông Phật không đồng đạo? Điều này không thể đâu. Bởi vì tôi vậy vì chúng ta trong ý tưởng của mình, mình nghĩ nó là vật dưỡng nhân, mình nghĩ nó là mồi cho mình, nuôi dưỡng thân xác mình. Bởi mình còn bị vô minh, mình mới dám ăn thịt nó. Còn nếu như tôi vậy vị mà trong cái hệ tư tưởng của mình nghĩ nó là Phật rồi, thì mình không có còn dám mà phải nói gọn là ăn thịt nó nữa đồng đạo. Thì đấy là mình muốn nói ở cái tư niệm thực. Rồi cái thứ ba nữa là xúc thực, tức là khi mà tiếp xúc với các loài thú cầm sanh vật, thì đồng đạo sẽ cảm nhận được rằng nó rất là sợ chết, nó rất là tham sống đồng đạo. Quý vị biết không, khi mà các con lò mổ, nhất là con trâu con bò, khi mà đem nó vào lò mổ rồi thì hai dòng nước mắt nó chảy ròng, nó đi không nổi, nó phải quỵ đồng đạo, hình dung cái thật sự là nó đang van xin mình tha thứ cho nó, nhưng mà cuối cùng rồi thì mình vẫn giết nó thôi. Thì như vậy thì đây là những cái mà chúng ta chưa có được cái xúc thực chay. Nhất là ở đây với cô nhớ không, hồi đó tôi nhớ là lúc nhỏ này mình cũng đi soi ếch soi nhái, hồi đó mình nghèo lắm đồng đạo. Thì tôi hình ảnh mà tôi nhớ hoài nhất những cái con nhái với con cóc, khi mà đưa cái dao vào trong cái cổ nó thì nó lấy hai cái tay nó đỡ lên. Hồi đó nhìn thấy cái hình tượng tới giờ này tôi còn nhớ hoài, nó đỡ cái dao lên, thì nó đang kêu cứu, nó đang van xin mình tha thứ cho nó. Nó trong lòng nó nghĩ mình là Bồ Tát của nó, mình là Phật của nó. Ông ơi, Phật ơi, cứu tôi, đừng là hạ thủ giết cuộc đời tôi. Nhưng mà cuối cùng cũng vì cái món ăn, chúng ta vẫn giết nó. Đến nỗi mà chúng ta lột da nó ra,
Nó đâu có yên đồng đạo, nó vẫn nhảy đó, để nó mưu cầu lẽ sống, cắt cái đầu rồi đồng đạo. Biết con nhớ không, khi mà con cóc con ếch mà cắt cái đầu nó vẫn còn nhảy nha. Nó kiếm cái lẽ sống, đã bị lột da cắt đầu mà vẫn tìm lẽ sống. Cho nên hồi đó cái cuối cùng cái mình mới lấy cái tay, mình mới là giặt ngược cái bụng lại, cái nó có mấy cái đường dây mà dây thần kinh đó, đốt sống đó, mới tức là bứt cái dây đó ra, bứt dây đó ra nó mới không nhảy được đâu. Cho nên nhiều khi mình nhớ lại những cái hình tượng đó rồi, khi mà tiếp xúc đó đồng đạo sẽ cảm nhận tại sao ở đất nước Việt Nam chúng ta con cá, các loài thú hoang dã gặp chúng ta nó sợ đồng đạo. Sao không sợ? Gặp mình mà không sợ là chết liền chứ. Con chim, con cò gặp mình nó sợ, nó chạy muốn chết. Con cá đó gặp mình nó sợ, nó bơi muốn chết. Ý là nó sợ, nó trốn mà trốn không khỏi. Còn bị lưới trời, còn bị bẫy chim, bẫy cò, còn bị lưới, còn bị xiệt nó đồng đạo. Ai có? Tại sao nó xa mình? Tại vì mình quá hung tàn, quý vị ơi. Mình quá bạo ngược cho nên nó xa mình. Cho nên thế giới này nếu mà đất nước nào đó mà cái người dân mà không lạm sát, không giết các thú cầm sinh vật đó, thì đất nước đó đồng đạo biết rằng đó, các loài thú hoang dã nó gần gũi con người lắm. Tôi nói nôm na con chó, con mèo mình nuôi trong nhà đó, mà nếu đồng đạo mà hung dữ đánh đập nó gặp mình nó sợ lắm đó. Còn mình mà thương mình vuốt ve nó, nó cứ đến gần mình tại nó biết mình thương chiều nó, đến với mình à. Cho nên thật sự đồng đạo mình phải có một sự tiếp xúc như vậy. Có nghĩa rằng về xuất thật này thì đồng đạo phải cảm nhận được cái tình thương, cái tình thương giữa mình với muôn loài. Cho nên nhiều khi có những con thú cưng đồng đạo, tôi thấy thực tế có những người nuôi những con chó, con mèo cưng như là phải nói như con ruột của mình đồng đạo. Thì phải nói đó là chúng ta cũng thể hiện được một phần của xuất thật đó. Tức là mình thương các loài vật như thương bản thân mình. Rồi đến thứ tư nữa là thức thật, thức là ghi nhớ, tức là những cái biết, những cái ghi nhớ, tức là ý thức đó. Cái chữ thức ở đây là ý thức. Vì vậy cho nên ý thức chúng ta thì lúc nào cũng vậy, mình phải luôn luôn là phải nói mở cái lòng hiếu sinh. Bởi vì ngày hôm nay khi đồng đạo chúng ta mở lòng hiếu sinh thì xin thưa đồng đạo, chúng ta sẽ có được công đức. Có được công đức và mở lòng hiếu sinh sẽ xây dựng cho chúng ta có được một cái nền tảng. Mà đây là một cái nền tảng Phật Thánh, đây là một cái nền tảng để sau này chúng ta hưởng đồng đạo. Thì đấy là chúng tôi muốn xây qua các ý mà Đức Phật đã dạy có 4 loại thức ăn. Thường thì chúng ta chỉ biết có một loại thôi là đoàn thực, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta còn có tư niệm thực, chúng ta còn có thức xúc thực, còn có thức thực. Vì vậy cho nên trở lại tâm chay tánh chay đây, là giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải có tình thương. Mà đồng đạo nên nhớ đây là tình thương muôn loại. Tình thương giống như Đức Thầy đã dạy, ta đã đa mang một khối tình, dường như thệ hải với sơn minh. Tình yêu mà chẳng điên ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh. Kính thưa đồng đạo, Đức Thầy chúng ta là Phật, đối Đức Thầy, Đức Thầy thương yêu hết. Đồng đạo còn nhớ cái mẫu chuyện mà ông Hương Hào ông giết cái con riệp không? Đức Thầy đâu có cho đồng đạo. Đức Thầy nằm ngủ ở đó, đồng đạo nhớ cái những cái giường ngủ ngày xưa có những con riệp đó, Đức Thầy đâu có cho giết đâu đồng đạo. Cho nên Đức Thầy chúng ta rất là có một cái tính hiếu sinh. Tánh hiếu sinh Đức Thầy, chẳng những Đức Thầy khai đạo mà khi còn nhỏ thì Đức Thầy đã có tánh hiếu sinh rồi. Trong một cái ngày nọ thì lui cui mọi người đi làm cỏ đậu. Thì đồng đạo biết ngày xưa thì làm cỏ như vậy đó, ở trên cái sau lưng nó có một dây chì, dây kẽm á, để gặp con cóc, con nhái, cái những người đi làm cỏ xỏ sâu đem về chiều để làm thức ăn. Thì lúc bây giờ có một cái chàng cóc nọ nhảy ngang Đức Thầy. Lúc ấy được biết Đức Thầy tuổi nhỏ lắm, theo lời thực lệ của Đức Bà, thì Đức Thầy chúng ta với một cái bàn chân nhỏ nhắn Đức Thầy, thì Đức Thầy mới đè con cóc lại. Mọi người đi kiếm hoài táo tát, ôi mới thấy con cóc đi nhảy cái đây mất tiêu rồi. Thì đợi những người đi tìm xa xa đó, thì Đức Thầy mới nhẹ nhẹ dở cái bàn chân nhỏ bé từ bi thánh thiện của Ngài lên để cho con cóc được thoát nạn. Khi mà tuổi nhỏ, Đức Thầy chúng ta đã mở tính hiếu sinh rồi. Vì vậy cho nên hôm nay mỗi đồng đạo chúng ta phải có được nhận định như vậy. Chúng ta yêu được muôn loài. Khi mà đồng đạo yêu được muôn loài, đồng đạo yêu con muỗi, con kiến, con ruồi, yêu con sâu, con mò, yêu tất cả muôn loài chúng sinh như yêu bản thân chúng ta, thì lúc bây giờ chúng ta là Phật rồi. Còn ai đồng đạo mình là Phật? Mình là Phật mới làm được điều đó. Còn nếu như giờ này mình yêu chưa được, bởi vì chúng ta còn là chúng sanh, mà ở đây là chúng sanh thứ thiệt đó, nó cắn mình là giết nó liền, đúng không đồng đạo?
tới giờ là đập đầu, tới giờ là xẻ thịt, tới giờ là chiên xào nấu nước. Thì như vậy là những cái đi ngược lại với tâm chay tánh chay. Cho nên mỗi đồng đạo chúng ta phải lưu ý vấn đề này để chúng ta cố gắng thực hiện. Thì đó là tôi nói một người ở góc độ cao. Còn nếu chúng ta bàn về góc độ cạn một chút thì tâm chay tánh chay đây có thể Đức Thầy đưa ra các cái mẫu chuyện. Tôi nhớ ngày xưa đồng đạo, ngày xưa thì lúc Đức Thầy ở đường La Ve đó, thì lúc bây giờ cũng có nhiều đồng đạo ở chung với Thầy đó. Cho nên lúc bây giờ thì chiều ngày 13 ăn cơm nước xong rồi thì quý cô mình đó, quý bà mình mới đem ba cái nầu son chén dĩa ra rửa. Cái Đức Thầy trên lầu Thầy bước xuống, ủa quý bà làm gì mà thấy bộ đông mà thấy có cái vẻ là giống như là cực lực vậy? Thì quý bà nói dạ thưa Thầy, Thầy quên đó Thầy, ngày mai 14 mình ăn chay Thầy. Con chúng con rửa chén, rửa tô, rửa son, rửa nồi, đặng ngày mai mình làm đồ chay mình ăn. Cái Thầy nói đúng rồi, mấy bà làm thì rất là tốt, ngày mai ăn chay mà. Bởi vì nồi rồi chén rồi đũa này mình ăn mặn mà, cho nên mình rửa sạch ngày mai ăn chay. Nhưng mà mấy bà có nhớ không, chén nồi rửa được mà mấy bà có rửa được cái bao tử không, có rửa được cái ruột không? Thật sự là không có đồng đốc. Cái ruột cái bao tử mình ăn nhiều khi 3-4 ngày nó còn trống á. Ngày 13 mình còn ăn mặn, rồi 12 mình còn ăn mặn, 14 mình ăn chay dạ dày, chứ bao tử mình cái dạ dày mình chưa xong, nó đừng nói chi tới cái ruột mình, phải không đồng đốc? Cho nên hôm nay muốn nói ý Đức Thầy muốn nói là dụng sự đặc lý. Về vậy cho nên chỉ cần đạo ăn chay trường, đồng đạo trở lại tâm chay tánh chay là coi như là chúng ta đã rửa sạch những cái ô uế nơi cõi lòng của mình. Đồng đạo chúng ta phải ráng nhớ điều đó để chúng ta thực hiện. Rồi hoặc giả là những đồng đạo đáng trái kỳ đó, rồi tôi cũng đưa thêm một cái bài toán này đồng đạo hình dung giùm tôi. Đây cũng là thuộc về tâm chay tánh chay nhưng ở dưới hạng thấp, mà nãy giờ mình bàn cao quá rồi, giờ bàn thấp chút. Tôi nói chàng tôi ăn chay khó lắm chị Năm ơi, tôi ăn chay 1 tháng có 4 ngày à. Nhưng mà giờ này tôi ăn chay được một năm là 3 tháng, gọi là tam nguyệt chay đó chị. Tháng giêng nè, tháng 7 nè, tháng 10. Cái đầu chị Năm nó chàng ơi chị ơi, vậy là tốt đó chị. Bởi vì một năm có 3 tháng này tốt đó chị, ăn vậy là tốt đó chị. Nhưng mà thôi lỡ ăn 3 tháng thì chị ăn thêm đi. Chị nhớ kỹ cái tháng 4 đó chị. Tháng 4 là tháng Phật đản đó. Lòng của mình nhớ Phật mà mình ăn mặn nó uổng lắm chị. Thôi tháng 4 chị ăn chay đi. Cái được là đúng à. Cái chị Năm nói quên rồi ha. Tháng 4 Phật đản mà tới tháng 5 là tháng Đức Thầy khai đạo. Không lẽ tháng Thầy khai đạo mà chị ăn mặn kỳ quá chị. Thôi chị ăn chay luôn đi, cái lòng ăn chay luôn. Bởi mình tưởng đến Thầy làm sao, cho nên ăn luôn tháng 5. Cái chị Năm nói chị quên nữa. Chị nhớ hàng năm mà tháng 6, tháng 7 không? Cái tháng nước quay, nước lên đó. Mỗi cái con cá như vậy nó mang một cái bọc trứng to to. Bình thường mà chị ăn một con cá sặc, con cá rô á, giết con à. Mà chị nhớ không, khi mà cuối tháng 5 đó, nước bắt đầu quay á chị, mưa già đó, cái chị mổ bụng cá rô cá sặc đã có một cái hai cái táp trứng trong đó. Chị ăn một con mà chị giết như vậy đến mấy trăm con, mấy ngàn con. Chị Năm ơi, chị ơi, thôi chị ăn chay luôn 2 tháng này đi. Tháng này là tháng sinh sôi nảy nở, chị giết một con thành nhiều con. Nói nghe chị Lý, rồi được, ăn luôn 2 tháng là tháng 6, tháng 7. Như tháng 5, tháng 6, tới tháng 7 ăn chay rồi. Rồi như vậy là tháng 10. Cái chị Năm nói chị ơi, chị quên đó. Tháng 10 chị ăn chay, rồi tháng 11 lễ đản sanh của Thầy, hôm đó chị ăn mặn có một số đũa. Ăn chay luôn đi chị. Ờ đúng rồi. Vì như vậy thì cái lòng của mình vì thương chúng sanh, vì thương Thầy thương Phật, ăn chay tháng 4 ngày nè, ăn chay tháng giêng, ăn chay tháng 4, ăn chay tháng 5, ăn chay tháng 6, ăn chay tháng 7, ăn chay tháng 10, ăn chay tháng 11, 7 tháng. Bao đồng 7 tháng. Thôi tính gì ăn chay trường luôn cho nó rồi. Bao đồng đạo, cho nên ở đây cũng muốn nói đây là những cái mà chúng ta phải tính trở về nội tâm bên trong đó. Đây là cái bài toán mà mình dành cho những đồng đạo nào đang ăn chay kỳ đó. Bởi mình đang bàn lòng chay. Thôi giờ không lẽ giờ hôm nay là tháng 5 ngày lễ khai đạo, lòng mình hướng về Thầy, hôm nay mình ăn mặn. Rồi bây giờ tháng 4 ngày là Phật đản, không lẽ lòng mình ăn mặn đồng đạo. Rồi tháng 11 là cái tháng đó Thầy lễ đản sinh của Thầy, đã Phật đản mình ăn chay tháng 4 rồi thì tháng 11 phải ăn chay chứ. Đức Thầy cũng là Phật mà. Thì từ đó chúng ta sẽ diệu dụng để mỗi đồng đạo chúng ta phát triển thêm lên. Và đồng thời bên cạnh các yếu tố đó để chúng ta đạt được tâm chay tấm chay, thì đồng đạo đọc lại một đoạn trong Nhẫn Đợi Thời Cơ. Đức Thầy dạy rất rõ: thất tổ cũ quyền nơi chính suối,
những mong hậu tấn biết tâm chay. Tâm chay hậu tấn ráng tu thân, bến giác chẳng xa cũng chẳng gần. Trời Phật thương đời lo độ tận, muốn lo giải thoát phải tu thân, như Đức Thầy dạy. Vậy thì thông qua lời Đức Thầy mà chúng ta đọc một đoạn giảng như vậy, thì giờ này đồng đạo biết rằng ngoài các vị Đức Thầy dạy chúng ta là chay được tánh cho tâm mới quý, thì bên cạnh đó cụ quyền thất tổ ông bà chúng ta giờ này đang chờ đợi chúng ta hậu tấn trên này phải đạt cái chỗ tâm chay. Quý vị ơi, tôi và quý vị mà chúng ta có tâm chay rồi, nghe ông bà của mình với cụ tiền vui dữ lắm. Bởi vì có ăn chay đạt được tâm chay mới có kết quả. Cho nên hôm nay chúng ta ăn chay đạt được tâm chay, tánh chay thì chúng ta giúp được cho cụ quyền mình. Đúng theo cái lời nguyện hứa là mong nhờ đức cả bề trên. Giống như cái lời chúng ta nguyện hứa trong cái bài, trong cái bài nguyện trước bàn thờ ông bà, trước bàn thờ cụ quyền của mình hàng ngày mình nguyện rất rõ đó. Đó, tức là nguyện làm cho đẹp mặt mày, thoát nơi khổ hải liên đài được lên. Mình nguyện làm cho đẹp mặt mày, nguyện ông bà mình thoát nơi khổ hải, được sanh về liên đài. Mà mình còn ăn mặn, vậy thì mình nguyện xuông, nguyện đường làm nẻo mình đó, đâu có đạt kết quả. Cho nên để hợp nhất giữa cái câu nguyện của mình với cái hành đạo của mình, thì khi chúng ta nguyện làm cho đẹp mặt mày, thoát nơi khổ hải liên đài được lên, thì mỗi đồng đạo chúng ta phải ăn chay. Mà chẳng những chay khẩu, chẳng những chay trường, mà đồng đạo phải đạt được tâm chay, tánh chay như lời Đức Thầy dạy trong Nhẫn Đệ Thiệt Cơ, như chúng tôi vừa nhắc. Và đồng thời Đức Thầy còn gạn lại: tâm chay hậu tấn ráng tu thân, thì bến giác chẳng xa cũng chẳng gần. Trời Phật thương đời lo độ tận, muốn lo giải thoát phải tu thân. Cho nên hôm nay mở rộng thêm cái nội hàm về tâm chay, tánh chay. Muốn đạt được tâm chay, tánh chay, chúng ta phải tu thân, chúng ta phải sửa mình, mình mới có được tâm chay, tánh chay. Còn nếu như giờ này tôi và vị chúng ta không biết tu thân, không biết sửa mình, thì chúng ta không có được tâm chay. Bởi vì giờ này tu thân là một cái phương pháp để chúng ta sửa. Ngoài cái việc chúng ta ăn chay bên ngoài về khẩu chay, thì hành động chúng ta không phạm ác, lời nói chúng ta không phạm ác, ý tưởng chúng ta không phạm ác, thì đó là chúng ta đang tâm chay, đang tánh chay. Có nghĩa rằng việc làm chúng ta không sát sanh đạo tặc tà dâm, thì đó là chúng ta, cái việc làm mình là cái việc làm chay. Tánh chúng ta không sát sanh, không đạo tặc, không tà dâm là tánh chay. Còn tánh chúng ta mình ăn chay mà tánh mình còn sát sanh đạo tặc tà dâm là chúng ta thua cái người ăn mặn, đồng đọc. Mình phải khẳng định điều này, thật sự là mình thua người ăn mặn đó. Rồi giờ này mình mở miệng ra mình còn phạm bốn điều ác như mình bàn hồi nãy đó, ở chỗ đạo mà biết đó, thì chúng ta vẫn thua người ăn mặn đó. Mình tu hành, mình ăn chay làm sao tánh mình? Mình phải giữ cái lời nói của mình, mở miệng ra thì phải lựa lời tiếng dịu dàng, trong sạch khi thốt ra đoan chánh hiện tời. Thì như vậy là cái tánh mình tánh chay. Chị này ăn chay trường chị tốt quá, tánh chị tốt đó, toàn là nói cái lời mỹ từ, cái lời ngọt ngào, cái lời ái ngữ, thì thể hiện đó là người ăn chay trường. Còn cái chị ăn chay trường mà chị nói sắc sược quá, chuyện có nó không, chuyện không nó có, chị ăn chay trường mà chị còn ỷ thị quá, chỉ còn nói lời ác đức quá, thì coi chừng chúng ta biến mình thua cái người ăn mặn, đồng đạo à. Ở đây mình nói thật với nhau nghe là như vậy đó. Như vì vậy cho nên cái vấn đề tu thân là một vấn đề không thể thiếu. Cho nên Đức Thầy mới dạy chúng ta là mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, đến tọa đòi mới hối muộn màng, chi cho bằng ta sớm lo toan gìn giới luật nghe kính trọng Phật, như chúng ta bàn hồi nãy. Như vậy thì giờ này trong cái khuôn khổ tu thân này, hành động, ngôn ngữ, lời nói, thì chúng ta phải nhất quán với nhau trên cái con đường chân tránh, thì đó là chúng ta ăn chay. Nói một cách dễ hiểu, đồng đạo chúng ta thực hiện đúng theo lời Đức Thầy dạy, chúng ta tu thập thiện nghiệp là chúng ta đang tâm chay, đang tánh chay. Cho nên Đức Thầy mới dạy là cần tu thập thiện thì sự niệm Phật mới đạt được kết quả. Tu thập thiện chứ được thập ác còn gọi là tỉnh tâm nghiệp. Chúng ta tu thập thiện nghiệp là chúng ta đang làm lành. Như vậy thì ăn chay cũng là làm lành. Mà cái làm lành chính yếu hơn hết là hành động lành, lời nói lành, ý tưởng lành. Đúng như lời Đức Thầy dạy là ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp, lóng nguồn chân Phật tiếp dẫn cho. Trồng cây lành vị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mắt, kính thưa đồng đạo. Thì đó là cái cuối cùng để chúng ta đạt được tâm chay, tánh chay. Thì nếu như một người mà thực hiện được đến đây thì chúng ta thấy là quý đó. Đây là người cao quý, được cái quả vị cao quý, thì lúc này mới thật sự chúng ta mới đạt được cái kết quả như Đức Thầy dạy rất rõ đó. Người tu như thể bá tòng, ai ai cũng quý, cũng trông, cũng nhìn.
tu như vậy người ta mới quý, mới trông, mới nhìn, nghe đồng đọc. Còn tôi vậy vị mà không có tâm chay, tánh chay, ai đâu mà quý, ai đâu mà trông, ai đâu mà nhìn, ta gặp ta sợ muốn chết luôn, mà nhìn mà trông mà quý cái gì đồng đọc. Phải không quý vị? Mình phải nhận định điều này. Chứ không phải đang không mà chúng ta tu thành cái tòng cái bá đâu. Như vậy thì trở lại có bốn câu giảng mà Đức Thầy dạy: đạo mà biết mùi thơm bát ngát, đức bụi trần mạng lạc thấy ai, chữ Nam Mô trì giải giữ chay, chay được tánh, chay tâm mới quý. Thì rõ ràng có 28 từ thôi mà chúng ta thấy rõ. Đức Thầy dạy cái thứ nhất là về phương diện nhận thức. Cho nên hôm nay đồng đạo chúng ta bước vào đạo thì đòi hỏi chúng ta phải có nhận thức, biết được đường đi nước bước. Mà Đức Thầy dạy là đây chỉ rõ đường đi nước bước. Hãy tưởng Phật đừng làm bạo ngược ta phần hồn vô khắp thế gian. Cho nên hôm nay người tu cái quan trọng là tôi và vị chúng ta phải biết. Chúng ta phải biết rằng Đức Thầy dạy cái gì để chúng ta thực hiện theo. Biết rằng hôm nay mình là người tu. Người tu khác người đời. Hầu đó chưa tu nó khác, còn giờ này tu phải khác đồng đạo. Cho nên để thoát được các điều đó thì giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải lìa xa danh lợi tịnh. Sở dĩ mình mà bị người ta chê là bởi mình còn vướng vào danh lợi tình trong đời tu của mình, không để một cái hạt bụi nào vướng vào đó. Và đồng thời về phương châm hành đạo thì hôm nay qua 6 câu giảng này, qua 4 câu giảng này, mục đích chính yếu ngoài cái nhận diện để thấy được các điều mà chúng ta vừa bàn, thì hàng ngày trong đời sống của mình đồng đạo nhớ giùm cho tôi, chúng ta phải cố gắng niệm Phật, cố gắng giữ giới và chúng ta phải cố gắng ăn chay. Đây là ba cái phương hán, ba cái phương pháp tu gọi là ba trong một, không thể nào thiếu để cho chúng ta có được một cái sản phẩm. Mà cái sản phẩm chúng ta đạt được từ cái chất liệu này, sản phẩm là Phật Thánh, còn gọi là ba trong một, tức là ba món này không thể thiếu đồng đạo. Cho nên đồng đạo chúng ta giờ này, quý vị mà chúng ta ít niệm Phật thì chúng ta cố gắng gia công niệm Phật. Giờ này quý vị chúng ta còn một số người phạm giới luật đó thì chúng ta phải cố gắng làm sao. Như tôi nói hồi nãy, mình biết mình phạm giới luật, mình phải biết đồng đạo à, tôi biết tôi phạm giới luật thì tôi sẽ cố gắng tranh thủ làm sao. Năm nay tôi phạm giới luật thì sang năm nhất định là không phạm. Ngày nay tôi lỡ phạm rồi thì ngày mai tôi không phạm. Mà lỡ như sang năm còn phạm nữa thì tôi phải tranh thủ làm sao. Đây là suốt cuộc đời của tôi, đến ngày tôi bỏ xác tôi phải giữ gìn trọn vẹn giới luật. Mình phải nói với mình như vậy, mình phải phát hiện được mình để chúng ta nguyện với lương tâm, nguyện với thầy tổ, mình cố gắng tu. Vẫn biết mình là người phạm giới nhưng mà chúng ta phải ăn năn, phải cải hối để đây đến ngày cuối cùng, đến ngày thầy về, đến ngày chúng ta bỏ xác thì chúng ta phải tinh khôi, phải trong sạch, không phạm giới luật. Chứ thật sự giờ này mà cắt một cái một trong đạo chúng ta, kiếm một người mà không phạm giới luật, kiếm một người mà không phạm vào 8 điều đang cấm Đức Thầy, thật sự là theo tôi nghĩ là rất là hiếm. Có thể là không có luôn chứ không phải là có đâu. Bản thân tôi giờ này mà nếu mà xét cho kỹ 8 điều đang cấm, mình vẫn còn phạm, dầu rằng không nhiều nhưng mà vẫn còn vi tế trong đó đồng đạo, không phải là dễ. Cho nên hôm nay hiểu các điều này để làm chi? Song song với sự niệm Phật thì đồng đạo chúng ta cố gắng bảo vệ mình, chúng ta mượn giới luật để bảo vệ mình, và đồng thời ăn chay để mỗi đồng đạo chúng ta không tạo nghiệp, để mỗi đồng đạo chúng ta tập với mệt lối, với một lối sống ăn ở của một vị Phật trong hiện tại, để chúng ta trang bị cho mình có được một cái vả vị tương lai. Và đồng thời chai khẩu là phương tiện để nhắc nhở mỗi đồng đạo chúng ta phải mở rộng tình thương, phải mở rộng tư duy, để rồi mỗi đồng đạo chúng ta từ những cái buổi chai khẩu hàng ngày, từ chai 4 bữa đến chai trường, và từ chai trường chúng ta có một tình thương rộng lớn. Tức là lúc bây giờ mình có tâm chai, có tánh chai, có một cái tình thương rộng lớn, một tình thương bác ái, một tình thương đại đồng. Như lời Đức Thầy dạy rất rõ, viết một ngọn lưỡi này một tắc, đem đạo lành ban rãi nơi nơi, mãn trờ trong bá tánh thảnh thơi, khắp bốn biển liên dây hòa hảo, hoặc giả là ước mơ cho được đại đồng, tràn trề khắp cả lạc hồng thảnh thơi. Hoặc giả Đức Thầy dạy rất rõ, ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đàn. Thì đó là những cái nguyện vọng mà Đức Thầy đã ước muốn. Cho nên hôm nay muốn đáp được các điều đó thì đây là một cái, những cái chuẩn mực mà đồng đạo chúng ta cố gắng thực hiện trong cuộc đời hành đạo của mình. Như vậy thì tôi tin chắc rằng qua cái những phương pháp, qua 4 câu giảng này chúng ta thực hiện được thì coi như chúng ta đã hoàn mãn, mình trở thành một cái con người cao quý trong số người, cũng giống như chúng ta sẽ trở thành một cái cây chiên đàn trong cái rừng, trong một cái rừng hoa y lan.
Như vậy thì hoa y lan là một cái cây xú quế, nhưng mà có cái cây chiên đàn nó mọc lên thì coi như là cây rừng hoa y lan nó không còn xú quế, mà nó bát ngát hương thơm một cái hoa hương đàn. Như vậy thì để kết thúc, tôi cũng xin kể thêm một cái mẫu chuyện ngắn về cây chiên đàn. Như vậy thì trong chuyện kể có kể rằng, ngày xưa thì vào một cái mùa đông giá rét, có một cái toán quân đang trên đường chinh chiến thì đi ngang cánh rừng này. Bởi vì mùa đông gió rét, ban đêm trời lạnh, cho nên cánh quân này không thể nào tiến quân được. Cánh quân này cộng lại là gồm có 500 người. Cho nên cái vị thủ trưởng mới ra lệnh là các quân sĩ hãy ngủ đây một đêm. Sáng ngày khi mà trời rừng đông thì lúc bây giờ tiếp tục hành quân. Thì khi ngủ đó một đêm thì sáng ngày bắt đầu hành quân. Thì do cái sự kiểm quân không chặt chẽ cho nên lúc bây giờ 500 quân, nhưng mà chỉ hành quân được có 499. Còn lại một người mệt quá, ngủ quên, không hay thủ trưởng kêu hành quân. Như vì vậy nên khi thức dậy thì biết mình là đang bị, là phải nói rõ là mất đi cái định vị, đang kẹt ở giữa trong một khu rừng, vào cái mùa đông gió rét, lương thực cũng không có, thức ăn cũng không có, cho nên lúc bây giờ thì hết sức là đau khổ. Thì khi mà đến cùng cực đau khổ thì có một cái cây rất là to, đặc biệt cây này có một tánh linh, cây này biết nói chuyện. Cho nên thấy một cái vị binh sĩ còn kẹt ở lại than khóc, cái cây to nói: ngươi cứ an tâm, ngươi cứ ở đây với ta, ta sẽ cho quần, sẽ cho áo, cho cơm, cho ngươi ăn, để cho ngươi sống qua khỏi cái mùa đông giá rét này. Thì vị chiến binh này rất là vui vẻ ở lại sống với cái cây này. Cây này hàng ngày thì mới là cung cấp đủ cái vật thực ấm áp cho cái vị này suốt cả 3 tháng mùa đông. Và sau khi mùa xuân đến rồi thì vị này là một đứa con hiếu thảo, mới nói rằng: giờ này tôi không còn muốn hành quân nữa, mà tôi muốn về thăm mẹ tôi. Thì lúc bây giờ cái cây to biết nói chuyện là: được, như vậy thì ta sẽ cho ngươi về thăm mẹ. Thì lúc bây giờ cây to này mới chỉ đường cho vị chiến binh này ra khỏi cánh rừng và trở về với mẹ. Vì vậy nên trước khi đi về thì vị chiến quân này hỏi cái cây này: xin được hỏi cây tên gì mà có một cái tâm tốt như vậy? Thì cây này nói rằng: ta là cây chiên đàn, nhưng mà ta chỉ nói cho ngươi nghe thôi. Ngươi về, ngươi cũng đừng có đem cái chuyện tốt này mà đàm tiếu thiên hạ, và ngươi cũng nên ghi nhớ cái cây, cái tên của ta trong nội tâm của ngươi thôi. Như vậy thì qua mẫu chuyện trên chúng ta thấy rõ, một cái cây chiên đàn là một cây thơm nức, còn gọi là chúng ta được cái bay mùi thơm lạ, như Đức Thầy dạy câu đạo đức bay mùi thơm lạ. Thì đặc tính cây chiên đàn này là gì? Tại sao có một cái mùi thơm? Bởi vì cây chiên đàn này cái đặc tính là thương người, giúp đỡ người, đùm bọc, che chở cho mọi con người, vượt giúp cho con người vượt qua đói ghét, vượt qua những cái hoạn nạn. Thì từ đó thì cái cây chiên đàn này có một cái hương thơm rực nức, cái hương thơm mà phải nói gọn là hương thơm đi ngược chiều gió. Cho nên tôi mong rằng khi chúng ta hiểu một chuyện này thì tất cả đồng đạo chúng ta nên cố gắng thực hiện đúng là Đức Thầy dạy, để rồi tất cả chúng ta biến mình là cây chiên đàn trong một cái rừng cây y lan, để rồi hương thơm rực nức trong hiện tại, đi đến đâu người ta cũng tôn trọng người tín đồ Phật giáo hòa hảo. Thì đó là chúng ta đã thực hiện được cái hoài bão ước mơ như Đức Thầy đã dạy: ngày vui tươi cũng đà lỗ bóng, cớ sao đời còn mãi say xưa, không tìm thầy đặng hưởng phước thừa, ngày lập hội tái vinh nhành quế, trao thân phận đặng danh hiếu để, thỏa dạ thầy nơi chốn mây rồng. Kính thưa đồng đạo, thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái bài nói chuyện, thì cũng gần 11 giờ rồi, thì cũng trên dưới cũng gần 2 giờ đồng hồ, thì chúng tôi cũng cố gắng với cái hiểu của mình cũng xin chia sẻ hết ý qua cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Bởi vì nếu mà nghỉ sớm thì cũng tội nghiệp ban tổ chức, quý vị đường xa đến tham dự mà nghỉ sớm nó cũng uổng, thứ hai nữa nghỉ sớm nó cũng chưa tới cái giờ mà cái giờ đói bụng đó, rồi chúng ta ăn cơm không có ngon, tội nghiệp với cô bên nhà bếp. Cho nên chúng tôi cũng ráng kể thêm mỗi chuyện nữa để đồng đạo chúng ta mà khi cái bao tử nó kêu ọt đó, cái ra ngoài mình ăn cái món ngon rất là ngon, và đồng đạo ở đây đãi cái gì chúng ta dùng hết cái đó, thì quý vị Bồ Tát, quý lục tổ trong nhà bếp đó rất là vui. Bởi vì quý vị biết không, cái những cô thợ nấu đó, cái niềm vui lớn nhất người ta là cái gì? Dọn ra bao nhiêu, ăn hết bao nhiêu, thì mấy cô thợ nấu là không có bao giờ ngại cực khổ, đó là sự hạnh phúc an lạc. Cho nên thì chúng tôi rất là hiểu về tâm lý này, cho nên thì cũng cố gắng với cái hiểu của mình, thì đến đây cũng đã kết thúc rồi.
Thì trong cái sự chia sẻ không sao tránh khỏi những sơ sót nhất định, cũng ngưỡng mong với đồng đạo niệm tình lượng thứ bổ biết thêm. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng rất là kính cảm ơn ban tổ chức cũng đã sắp xếp ngày hôm nay chúng tôi không có lịch, cho nên thì cũng mời về đây để đủ điều kiện chúng tôi chia sẻ với quý vị qua cái bài nói chuyện này. Và cảm ơn tất cả quý đồng đạo ban trị sự xa gần ở các tỉnh đến tham dự trong ngày hôm nay. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng không quên cầu chúc tất cả đồng đạo chúng ta ráng hành đạo. Thời kỳ này không có cái gì bằng hành đạo. Khi chúng ta có hành đạo là có tất cả, mà nếu chúng ta tu mà không hành đạo là chúng ta mất tất cả. Đồng đạo nhớ điều này, hành đạo là có tất cả, mà mất, chúng ta không hành đạo là mất tất cả. Dầu là chúng ta là cái người cao niên kỹ trưởng nhưng mà không hành đạo thì cũng trở về bóng no thôi. Cho nên thì cũng cầu mong rằng bản thân tôi và quý vị sống thời kỳ này, chúng ta ráng hành đạo, chúng ta ráng niệm Phật, chúng ta ráng giữ giới, chúng ta ráng ăn chay để được sớm về cõi Phật an thân, kẻo kiếp phong trần dày gió vạn xương. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn giáo lý viên Khoa Chí Tâm Trung ương đã đem sức học hỏi của mình để diễn giải qua 4 câu giảng trong bài Sa Đéc của Đức Thầy. Thay mặt ban chức xin chân thành cảm ơn giáo lý viên và xin cầu chúc giáo lý viên được nhiều sức khỏe, thân tín trên cộng đồng đường hoàn truyền chánh pháp giáo lý của Đức Thầy, để rồi giống như lời của Đức Thầy chỉ bảo rằng khắp thế giới liên dây hòa hảo. Rồi một lần nữa thay mặt ban tổ chức cảm ơn giáo lý viên.